Xin chào tất cả các anh chị và chào mừng tất cả các anh chị đã đến với đầu tư chứng khoán của Quang Dũng. Như nhận thường lệ, chúng ta gặp lại nhau vào tối thứ hai, tối thứ tư và tối thứ sáu, 8 giờ tối trên YouTube. Hy vọng là chúng ta sẽ có một tuần cuối cùng của tháng 3 thật là nhiều may mắn, thật là nhiều suôn sẻ. Cũng chúc các anh chị có một buổi tối xem live thật là nhiều hữu ích, mang lại được nhiều giá trị, gửi đến nhiều anh chị em trong cộng đồng. Chúc mọi người nhiều may mắn nhất trong cuộc sống, trong công việc và cả về trong đầu tư. Hôm nay mọi người còn ổn không ạ? Giờ này thị trường biến động quá anh chị. Tăng mạnh giảm mạnh, tăng mạnh giảm mạnh. Cho mình hỏi một chút là mọi người đầu tư có còn vui vẻ thoải mái nữa không? Chào Dũng, hôm nay tự nhiên VPS cắt margin. Cuối quý anh chị. Nên là thường thường là các doanh nghiệp nào mà cho vay vượt khung thì cuối quý chốt sổ. Chốt sổ thì báo cáo cho nó đúng, cho nó chuẩn. Thì sẽ cắt margin. VND bị hack cùng một ngày, liệu đó có phải là sự trùng hợp một cách hợp lý hay không? Và có phải là một pha bán tháo hay không? Cái bán tháo thì mình không biết. Còn cái sự trùng lập một cách hợp lý là đúng đấy. Là do mình suy nghĩ một cách trùng lập đó anh chị. Kiểu như mình suy nghĩ quá nhiều và mình suy diễn ra, tưởng tượng ra mọi thứ. Chứ còn tất cả các sự vật và sự việc không bao giờ xảy ra cùng một lúc giống nhau. Nó chỉ là sự lặp đi lặp lại thôi. Trong suy nghĩ của chúng ta mới là có một sự trùng lặp đó chị. Chứ làm gì có chuyện là cái này cái kia rồi nó tạo ra nhiều câu chuyện như vậy để tạo ra sự bán tháo hay không. Cái suy nghĩ của chúng ta mới là cái trùng lặp như vậy. Chứ còn bản chất của thị trường nó sẽ không phải như vậy. Đầu tiên thì mình cũng cảm ơn tất cả các anh chị. Tụi mình vừa làm một cái talk show về chiến lược đầu tư tăng trưởng tại Sài Gòn vào sáng thứ bảy vừa rồi, thì cũng rất là may mắn đó là cái buổi talk show thì nó cũng diễn ra khá là suôn sẻ, cũng rất là mong mang lại được nhiều hữu ích gửi đến tất cả các anh chị em cộng đồng. Còn những anh chị em có đi xem buổi talk show có những điều gì đó mà chưa được như những gì mọi người mong muốn, hoặc là có một vài vấn đề gì đó thì cũng rất là mong anh chị em thông cảm và bỏ qua. Hy vọng là chúng ta sẽ đồng hành với nhau ở những cái buổi talk show sắp tới. Cũng không biết là ở thời điểm hiện tại thì anh chị em có ai đi coi talk show không? Và mọi người cho mình một chút cảm nghĩ về kết quả của buổi talk show. Anh chị có nhận lại được nhiều giá trị không ạ? Chào tất cả anh chị em. Mọi người cho mình một like, một chia sẻ nha. Cái nút like anh chị, nút trái tim cũng được, nút like cũng được. Cho mình một like, một chia sẻ để có nhiều nhiệt huyết hơn để đóng góp cho cộng đồng. Dũng ơi, tích sản dòng bất động sản cho năm 2024 và 2025 có được hay không? Dạ rồi, tí nữa Dũng sẽ trả lời câu hỏi này của anh. Dàn cộng sự của anh Dũng sang xịn mịn. Các bạn thì cũng đang rất là trẻ, nhiều nhiệt huyết, nhiều đam mê và nhiều hoài bão. Cảm ơn tất cả anh chị. Nếu mà có một dịp nào đó thì rất là mong mọi người có thể làm việc với các bạn, ủng hộ các bạn, chấp cánh ước mơ cho các bạn, để các bạn có thể bay cao hơn trên cái thị trường tài chính này. Mình cũng cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Cho em xin hỏi một chút về các công ty chứng khoán nào còn an toàn cho để mua. Thực ra thì rất nhiều công ty chứng khoán trong chu kỳ này nó không tăng giá đâu. Trừ những cái công ty chứng khoán tăng vốn thôi. FTS tăng vốn này, BSI này, VDS này, VCI này đó. Những cái doanh nghiệp tăng vốn đó, thì giá cổ phiếu nó mạnh hơn một chút. Nhìn chung thì các loại công ty, các loại cổ phiếu trong lĩnh vực ngành chứng khoán thì chu kỳ tăng trưởng của nó chưa tới. Nó vẫn đang nằm trong một pha tích lũy thôi. Cho nên là mọi người vẫn còn rất là nhiều thời gian ngắm nghía. Ngay cả như là cổ phiếu VND cũng thế. Ngày hôm nay thì có rất là nhiều sự kiện. Tí nữa chúng ta nói về vấn đề đó sau. Thì tất cả những cổ phiếu đó nó cũng đang nằm trong một pha tích lũy để chuyển pha thôi anh chị. Chuyển qua một chu kỳ tăng trưởng thôi. Cho mình hỏi một chút là anh chị em đi coi talk show, anh chị em có cảm nghĩ gì không? Có thể chia sẻ cho mọi người trong cộng đồng trước khi mình vào nội dung của ngày hôm nay được không? Dũng đánh giá tháng 4 này có chốt dòng vốn đầu tư vào lô B hay không? Cái này xin phép mọi người là những cái vấn đề này thì có thông tin chính thức thì mình cũng sẽ chia sẻ cho anh chị. Chứ còn tất cả mọi thứ thì nó cũng chỉ đang là sự kỳ vọng thôi anh chị. Dạ rồi, chắc là cũng hẹn các anh chị em ngoài Hà Nội sáng thứ bảy này mọi người nha. Còn địa chỉ vé mời thì tụi mình sẽ gửi qua email cho các anh chị trong tuần này. Mọi người chất mail giúp Dũng. Và cũng đã rất đông rồi anh chị. Rất là cảm ơn tất cả những tình cảm của anh chị ở đầu cầu Sài Gòn và đầu cầu Hà Nội. Vé thì cũng đã full rồi.
Nên là cũng xin phép là đóng cái đường link đăng ký vé lại. Cảm ơn tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì mình xin phép trao đổi với anh chị về tích sản cổ phiếu và năm 2024 tích sản cổ phiếu và sự thật. Cái vấn đề đầu tiên là trong giai đoạn gần đây nhất thì nếu như anh chị tin ý thì mình ít nói về cổ phiếu hơn. Có thể rằng là thị trường chứng khoán càng lên thì anh chị sẽ thấy rằng là rất nhiều người sẽ nói về cổ phiếu, điểm mua. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì mình cũng rất ít nói về cổ phiếu và đa phần là mình trao đổi với anh chị về chiến lược đầu tư. Ngay cả những cái talk show của tụi mình có làm như vậy cũng có chủ đích của nó cả. Để xây dựng một chiến lược đầu tư và phương pháp đầu tư bài bản cho anh chị trong những chu kỳ sắp tới. Lý do tại sao lại như vậy? Tại vì ở thời điểm hiện tại mình tin là cái lỗ hổng lớn nhất của anh chị là chiến lược và phương pháp. Tại sao dùng nói là lỗ hổng lớn nhất của nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại là chiến lược và phương pháp? Bản thân cái chiến lược đầu tư và phương pháp đầu tư nó chỉ được hình thành sau một quá trình đổ vỡ. Mình xin nhấn mạnh lại, một phương pháp đầu tư và một chiến lược đầu tư nó chỉ được hình thành sau một quá trình đổ vỡ. Ngay cả như các bậc vĩ nhân đi trước cũng thế thôi anh chị. Các phương pháp đầu tư của họ cũng được trau dồi kinh nghiệm từ những trải nghiệm của quá khứ. Và phải trải qua vấp ngã vấp váp thì mới hiểu và thấm nhuần được phương pháp và chiến lược đầu tư. Ở thời điểm trước đó thì mọi người sẽ thấy rằng là cái thị trường chứng khoán nó liên tục đảo pha. Trong những giai đoạn đảo pha như vậy thì phương pháp và chiến lược là một trong những yếu tố mấu chốt để tạo ra sự thành công. Tuy nhiên trong giai đoạn gần đây nhất khi mà thị trường chứng khoán nằm trong một pha tăng giá thì cái mà nhà đầu tư chung quan tâm là cổ phiếu, ba chữ cái và điểm mua. Trên thực tế thì các anh chị không sai, tại vì trong một chu kỳ tăng giá đó là thời cơ tốt nhất để chúng ta có thể kiếm tiền và kiếm rất nhiều tiền. Tuy nhiên cái đó nó chỉ giải quyết bài toán ngắn hạn, chúng ta không thể giải quyết được bài toán dài hạn. Và phải trải qua một cú sụt giảm nào đó hoặc một cú đổ vỡ nào đó thì mọi người mới bắt đầu cảm nhận được đầu tư phải có phương pháp. Và cổ phiếu thực ra nó cũng chỉ là kết quả của một quá trình xây dựng một phương pháp cho bản thân thôi. Cái tích sản cổ phiếu và cổ phiếu tích sản ấy, là một trong những thuật ngữ mình nhận thấy có rất nhiều nhà đầu tư đang áp dụng. Thậm chí sau một cái talk show của mình về chiến lược đầu tư tăng trưởng, vẫn có rất nhiều nhà đầu tư nhắn tin cho mình trao đổi về vấn đề tích lũy tài sản và gom các loại cổ phiếu. Lý do đơn giản là trong một thị trường giá lên, các loại cổ phiếu sẽ thay nhau tăng giá. Và khi cổ phiếu thay nhau tăng giá, mức độ quan tâm của nhà đầu tư sẽ cao hơn. Mức độ xuống tiền của nhiều anh chị em tham gia chứng khoán sẽ lớn hơn. Và kỳ vọng của mọi người trên thị trường chứng khoán sẽ cao hơn. Thì từ đó các thuật ngữ về tích sản cổ phiếu, gom dần cổ phiếu, mua dần cổ phiếu, nó được ra đời và nó được rất nhiều nhà đầu tư đang áp dụng. Tuy nhiên Dũng nhận thấy ở thời điểm hiện tại nếu chỉ nhìn về một cách nhìn như vậy, nó sẽ rất dễ bị lật lạc. Đó chính là lý do tại sao mà mình nói về câu chuyện của tích sản cổ phiếu và mọi người trước khi tích sản cổ phiếu trong năm 2024 thì anh chị em cần hiểu về bản chất của tích sản cổ phiếu cái đã rồi mới áp dụng cái chiến lược đầu tư đó. Hôm nay chúng ta sẽ nói về bản chất của cái phương pháp tích sản cổ phiếu. Để nói về bản chất của một phương pháp thì nó có nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà mình lấy ví dụ với anh chị về một cổ phiếu đi. Đặc tính đầu tiên khi anh chị tham gia vào chứng khoán Việt Nam biên độ dao động cổ phiếu ở Việt Nam sẽ rất mạnh. Mức độ giảm giá sẽ rất sâu, mức độ tăng giá cũng sẽ rất cao. Cái thứ hai, cái tích sản cổ phiếu là gì anh chị? Là gom cổ phiếu. Mình nhấn mạnh lại nhé, tích sản cổ phiếu là gom cổ phiếu trong một khoảng thời gian với một mức giá chưa tăng. Nhấn mạnh lại với anh chị, tích sản cổ phiếu là gom cổ phiếu trong một khoảng thời gian với một mức giá tương ứng và giá cổ phiếu chưa tăng. Chúng ta gom đến khi nào giá cổ phiếu tăng thì chúng ta sẽ chọn thời điểm bán và chốt lời cổ phiếu. Đó gọi là tích sản cổ phiếu. Tích sản là gì? Là mua cổ phiếu giá thấp và chờ cổ phiếu giá cao chúng ta sẽ bán. Cái thứ hai, áp dụng về chiến lược tích sản cổ phiếu ở Việt Nam sẽ cực kỳ hiệu quả. Mình ví dụ với anh chị, cái thị trường chứng khoán Việt Nam tính chu kỳ nó cao. Và một khi thị trường cổ phiếu ngành nghề kinh tế nó chưa tới chu kỳ thì mọi người có rất nhiều không gian và thời gian để gom cổ phiếu và tích lũy tài sản, hay còn gọi là tích sản cổ phiếu. Mình ví dụ anh chị, đây là một cổ phiếu như vậy. Cái cổ phiếu này không phải là một cổ phiếu chuyên biệt. Nó là một cổ phiếu vốn hóa lớn, nằm trong 10 doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất trên sàn chứng khoán. Và trong một chu kỳ mà ngành, doanh nghiệp và nền kinh tế chưa bước vào pha tăng trưởng
thì cái cổ phiếu này nó đi ngang tích lũy trong một khoảng thời gian rất dài. Trên biểu đồ anh chị sẽ nhận thấy cái cổ phiếu này đi ngang tích lũy từ 1 cho đến 1,5 năm trước khi bước vào cái pha tăng giá. Có nghĩa ở cái nền kinh tế Việt Nam á, cổ phiếu mà chưa bước vào chu kỳ tăng giá đó, nó sẽ đi ngang tích lũy trong một khoảng thời gian rất dài. Và đó chính là cái khoảng thời gian vàng để tích sản cổ phiếu và chiến lược tích sản cổ phiếu được ra đời. Còn khi cổ phiếu đã bước vào xu hướng tăng giá hoặc tăng giá một cách quá nóng thì lúc đó mọi người không nên tích sản cổ phiếu nữa. Và năm 2022, mình cũng đảm bảo với chị, rất nhiều nhà đầu tư đã thua lỗ, mắc phải nhiều sai lầm từ vấn đề tích sản cổ phiếu khi cổ phiếu đã tăng giá trong một khoảng thời gian dài. Nhấn mạnh lại với chị, cái tích sản đó chỉ phù hợp cho các cổ phiếu, ngành nghề và kinh tế chưa bước vào chu kỳ tăng trưởng. Còn một khi ngành cổ phiếu nó đã bước vào chu kỳ tăng trưởng, thì tích sản cổ phiếu sẽ không còn là phương pháp chủ đạo nữa. Đó là cái góc nhìn của Dũng để giới thiệu với mọi người mua và gom ở một vùng giá thấp và bán ở một vùng giá cao. Câu hỏi được đặt ra, nói thì rất là dễ. Làm sao để mình biết được ở thời điểm nào là cổ phiếu đang ở vùng giá thấp để mà mình gom? Thực ra có rất nhiều các cách để chúng ta có thể tính toán được chuyện đó. Ở đây Dũng cũng không thể nào chứng minh cho mọi người từng cổ phiếu được. Tại vì nền kinh tế của mình là được cấu thành từ rất nhiều ngành. Một ngành cũng được cấu thành từ rất nhiều doanh nghiệp cổ phiếu trên sàn. Phân tích thì phân tích cả ngày cũng sẽ không phân tích ra. Nhưng có một cái bộ chỉ số chung để cho mọi người thấy được xác suất cao là anh chị sẽ gom cổ phiếu ở vùng giá rẻ. Ví dụ anh chị, cái thị trường chứng khoán là được cấu thành bởi hơn 2.000 cổ phiếu đúng không ạ? Và 2.000 cổ phiếu đó nó sẽ tạo ra bộ chỉ số là VN-Index. Thế thì khi mọi người dùng chỉ số chung là chỉ số VN-Index, anh chị cũng sẽ tìm ra được nơi nào là cái nơi xác suất cao mọi người sẽ gom và tích sản cổ phiếu. Trên biểu đồ anh chị có thể nhìn bên tay trái giúp Dũng là chỉ số của VN-Index và định giá. Mọi người cũng không cần biết cái công thức định giá của nó là gì, mọi người chỉ cần biết giúp Dũng cái đường màu xanh lá cây là cái đường trung vị. Cái đường đó nó có một ý nghĩa nhất định. Ví dụ anh chị, hệ quy chiếu này được đo từ năm 2014, tính đến thời điểm hiện tại là năm 2024, là 10 năm. Thì cái đường màu xanh này nó đại diện cho trung vị của thị trường, mức định giá trung bình của thị trường trong vòng 10 năm. Và mọi người chia ra hai nửa trên và nửa dưới giúp Dũng. Tích sản cổ phiếu sẽ phù hợp khi định giá của thị trường chung trong vòng 10 năm ở mức dưới đường trung bình. Tức là dưới cái đường màu xanh lá cây thì cái phương pháp tích sản sẽ là phương pháp hiệu quả. Tại sao lại như vậy? Là vì khi thị trường nó đang được định giá dưới trung vị của nó trong vòng 10 năm thì xác suất cao là các anh chị sẽ chọn được các doanh nghiệp đang được định giá rẻ hơn so với trung bình ngành trong vòng 10 năm. Ở đây mọi người chú ý thêm giúp Dũng một cái đường line ở phía dưới. Đường line ở phía dưới là định giá của thị trường chung với một mức định giá thấp trong vòng 10 năm. Nếu cái thị trường chứng khoán chung mà về được cái đường phía dưới thì xác suất rất cao là các anh chị đang gom cổ phiếu ở một mức định giá thấp. Quay lại vấn đề, khi nãy chúng ta nói về cổ phiếu này, đây là cổ phiếu của Hòa Phát. Và khi mọi người nhìn giúp Dũng về cái biểu đồ của thị trường và định giá chung thì mình đảm bảo với anh chị luôn, khi định giá của thị trường nằm dưới đường trung vị và định giá của thị trường nằm ở cái đường được coi là thấp nhất, xác suất cực kỳ cao anh chị sẽ mua gom được các loại cổ phiếu này tại mức giá này. Không phải chỉ riêng cổ phiếu này anh chị nhé, rất nhiều cổ phiếu khác trong ngành thép cũng thế, ngành bất động sản cũng thế, ngành chứng khoán cũng thế, ngành ngân hàng cũng thế, ngành bảo hiểm cũng thế, rất nhiều ngành nghề. Khi thị trường chứng khoán chung về dưới mức định giá thì mặc nhiên xác suất cực kỳ cao anh chị sẽ mua được cổ phiếu nằm trong vùng giá này. Ngược lại, khi mà cái định giá của thị trường nó không nằm ở trục dưới mà cái định giá của thị trường nó nằm ở trục trên á, tức là trên cái đường trung vị trở lên anh chị, thì xác suất cực cao là mọi người đang mua cổ phiếu trong một pha tăng giá, thậm chí mọi người đang mua cổ phiếu trong một pha phân phối. Pha phân phối tức là sao anh chị? Tức là cổ phiếu đã tăng giá trong một khoảng thời gian dài. Tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp này bắt đầu chững lại. Sự kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư bắt đầu ít dần đi. Và cổ phiếu này càng ngày càng yếu dần đi trong một xu hướng tăng dài hạn trước đó. Người ta gọi là pha phân phối. Như vậy, mình phân tích với anh chị về bài toán của xác suất.
khi nhìn về định giá của thị trường chung, chúng ta sẽ nhìn ra được bài toán của xác suất. Và thực sự tích sản cổ phiếu xác suất cao, chúng ta tích sản đúng và chiến lược đúng, nó sẽ nằm ở các loại giai đoạn thị trường được định giá thấp. Ở đây mình ví dụ với mọi người về hai mốc đi. Cái mốc đầu tiên đó là Covid tháng 3 năm 2020. Và cái mốc thứ hai là bom nợ trái phiếu năm 2022. Thì phải trải qua những biến cố như vậy thì cái trục định giá của thị trường nó mới nằm ở phía dưới. Mà một khi cái trục định giá nó nằm ở phía dưới, nhắm mắt anh chị vẫn có thể chọn rất nhiều các loại cổ phiếu định giá rẻ. Mọi người nhìn bên tay trái giúp chúng. Đây là ngành trục xương sống. Anh chị mua bất kỳ doanh nghiệp nào trong ngành cũng được. Và ở những thời điểm hoảng loạn như vậy thì định giá của các loại tài sản này nó rất rẻ. Ở đây mọi người sẽ thấy tụi mình tính toán bài toán về định giá theo phương thức dựa vào tài sản. Và trong những giai đoạn của tháng 3 năm 2020 và những giai đoạn của cuối năm 2022, đầu năm 2023 thì trải qua những cái quá trình như vậy anh chị, thì các loại cổ phiếu giá rẻ nó được thể hiện rất nhiều. Thì cái lúc đó tích sản cổ phiếu nó mới tốt. Tức là mọi người không mua cổ phiếu này cũng được, mọi người mua cổ phiếu khác. Anh chị không mua ngành này cũng được, mọi người mua ngành khác. Mọi người thấy công nghệ cao rồi, mọi người không mua, mọi người mua ngân hàng. Anh chị thấy ngân hàng không hấp dẫn, mọi người mua chứng khoán. Hoặc thậm chí nhiều người người ta đi gom đất ở ngoài kia, hoặc người ta mua cổ phiếu bất động sản ở ngoài kia cũng được. Tức là ở cái nơi đó xác suất cực kỳ cao và có rất nhiều lựa chọn để anh chị gom tích lũy, tích sản cổ phiếu được định giá thấp. Thì đấy gọi là bản chất của tích sản. Còn khi cái cổ phiếu và thị trường nó không còn nằm ở đường trung vị dưới, tức là nó nằm ở đường trung vị trên anh chị, thì chiến lược tích sản nó sẽ bắt đầu ít dần đi. Và đến một lúc nào đó mọi người sẽ nhìn ra vấn đề là các loại tài sản giá rẻ đã không còn. Đó là cái mà anh chị phải đối diện với lại năm 2024 với chiến lược tích sản cổ phiếu. Như vậy thì Dũng đã giới thiệu được với anh chị sơ bộ về tích sản cổ phiếu. Và bản chất cái tích sản cổ phiếu này nó không sai. Tích sản luôn là một chiến lược cực kỳ hiệu quả. Nhưng nếu mà sai mạnh nhất là sai về thời điểm. Cổ phiếu anh chị chọn không sai. Tư duy mọi người không sai. Mọi người có dư tiền, mọi người mua cổ phiếu không sai. Nhưng mà anh chị chọn thời điểm sai với một phương pháp đầu tư này là đổ sông đổ bể. Bước qua năm 2024 với lại cái chiến lược tích sản cổ phiếu này nè, thì chúng ta cần chú ý cái gì? Cái chú ý đầu tiên của anh chị là cái thị trường chứng khoán á, nó đã tăng trong một khoảng thời gian rồi. Cụ thể nó rơi vào khoảng tầm 1,5 năm. Tức là thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng được khoảng gần 1,5 năm. Thì trong 1,5 năm đó đã có rất nhiều các loại tài sản tăng đến một mức giá mà không thể tích sản được nữa. Mọi người lưu ý giúp Dũng nhé. Trong 1,5 năm qua đã có rất nhiều dạng cổ phiếu tăng đến một mức giá mà không thể tích sản được nữa. Đó là vấn đề đầu tiên. Khi mà các loại cổ phiếu dần dần tăng giá, mặt bằng định giá của các cổ phiếu bắt đầu tăng á, thì mặt bằng định giá chung của thị trường nó sẽ tăng. Anh chị nhìn bên tay phải giúp Dũng. Đó là định giá, và định giá này không còn nằm ở phía dưới của đường trung vị nữa. Tức là nó ngầm báo hiệu cho anh chị thấy xác suất cực kỳ cao là các anh chị không còn mua được cổ phiếu được định giá rẻ trên thị trường chứng khoán nữa. Như khi nãy mình phân tích, cái chỉ số chung sẽ cho mình biết được xác suất trên thị trường chứng khoán với 2.000 cổ phiếu. Và khi nó còn rẻ thì 2.000 cổ phiếu mặc nhiên nó rẻ. Còn khi thị trường định giá chung không còn rẻ thì mặc nhiên xác suất cực kỳ cao là anh chị sẽ chọn cổ phiếu không còn định giá rẻ. Đó là bản chất của thực tế. Và năm 2024 với chiến lược này mọi người cần phải nhìn nhận vào thực tế là như vậy. Đó là cái vấn đề. Vấn đề thứ hai, phương pháp tích sản cổ phiếu nó không giống phương pháp tăng trưởng cổ phiếu. Tích sản tức là gom cái gì đó nó chưa tốt. Tăng trưởng tức là sao? Là mua cái gì đó đang tốt và kỳ vọng sẽ tiếp tục tốt. Thì ở đây Dũng phân tích với anh chị thống kê về tình hình kinh doanh trong quý 4 năm 2023 đi. Ở đây chúng ta có rất nhiều ngành nghề, ví dụ bất động sản này, công nghệ này, tài chính này, năng lượng này, tiêu dùng này, đầu tư công này, viễn thông này, đúng không ạ? Và mọi người chỉ cần nhìn giúp Dũng hai màu sắc thôi.
Cái màu đầu tiên là màu xanh, xanh lá cây anh chị. Cái màu xanh lá cây nó biểu hiện cho doanh thu và lợi nhuận của các ngành nghề này đang phục hồi. Cái màu thứ hai mọi người chú ý giúp Dũng là màu đỏ. Doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp này đang suy giảm. Và có một cách để giúp cho anh chị nhận diện phương pháp rất rõ nét luôn. Cái phương pháp tích sản cổ phiếu là phương pháp mua cổ phiếu chưa tăng doanh thu và lợi nhuận. Còn một khi các ngành nghề đang tăng doanh thu và đang tăng lợi nhuận, nó không phải là chiến lược tích sản cổ phiếu, mà đó là chiến lược tăng trưởng. Đúng không ạ? Tăng trưởng tức là gì anh chị? Là tăng trưởng doanh thu và tăng trưởng lợi nhuận. Và một cổ phiếu đang tăng trưởng doanh thu và tăng trưởng lợi nhuận chắc chắn không rẻ. Bây giờ mọi người mua cổ phiếu là trên sàn chứng khoán cũng thế thôi, kỳ vọng nó tăng trưởng, kinh tế phục hồi, chắc chắn định giá không rẻ. Thì cái báo cáo hoạt động kinh doanh trong quý 4 năm 2023 nó cũng minh chứng cho một điều là gì anh chị? Là sắc xanh đang chiếm áp đảo các ngành và nghề trong cái nền kinh tế của cuối năm 2023 và đầu 2024. Tức là ít nhất là các anh chị đi mua cổ phiếu ở thời điểm hiện tại á, nhiều khả năng là mọi người đang mua cổ phiếu đang phục hồi, đang tăng, doanh thu đang tăng, lợi nhuận đang tăng. Nhưng mà tích sản, chiến lược tích sản là không mua cái đó đang tăng, mà chiến lược tích sản là mua cái gì đó đang giảm. Thì trong năm 2024 nếu xét về ngành anh chị nhé, nếu xét về ngành trong năm 2024 gần như chỉ còn bất động sản là cái ngành nghề hội tụ được nhiều tiêu chuẩn và tiêu chí của chiến lược tích sản cổ phiếu thôi. Còn gần như các ngành và nghề khác nó không còn hội tụ được các tiêu chuẩn và tiêu chí đó. Như cái đại mình nói, cái tiêu chuẩn và tiêu chí đầu tiên nó liên quan đến tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Một khi mà ngành và nghề nó đã tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận đó chị, thì chiến lược của mọi người phải thay đổi. Anh chị cần phải tập trung vào sự tăng trưởng. Còn nếu như mà ngành và nghề nó chưa tăng trưởng, anh chị tập trung vào cái gì? Mọi người tập trung vào định giá. Và một khi một cổ phiếu, một ngành nghề chưa bước vào chu kỳ tăng trưởng á, thì định giá của ngành đó nó sẽ rẻ. Trên đây là cái biểu đồ của định giá trong lĩnh vực ngành bất động sản tính đến thời điểm hiện tại. Cái thời điểm hiện tại nếu để nói định giá rẻ nhất của ngành bất động sản thì qua rồi. Trên biểu đồ thì anh chị sẽ thấy định giá rẻ nhất của thị trường bất động sản là năm 2022. Và mức định giá của nó là chỉ số trung bình trên tài sản là 1.1. Tức là miếng đất mọi người mua 10 tỷ thì mọi người phát mãi giá 10 tỷ đó. Chưa tính cái mức độ tăng giá của miếng đất đó trong vòng nhiều năm của các chủ đầu tư khi mà họ mua ở một vùng giá rất là thấp ở một thời gian rất là xa trước đó. Thì đến một lúc nào đó cái định giá rất rẻ đó thì nó sẽ phục hồi theo quán tính, hoặc nó phục hồi theo môi trường của lãi suất. Thì mọi người nhìn mọi người sẽ thấy rằng là cái định giá của năm trước là 1.1 chấm, còn cái định giá của năm nay là 1.6 chấm. Tức là ít nhất là nó cũng đã tăng khoảng tầm 50% định giá của toàn bộ trong lĩnh vực ngành bất động sản. Nhưng anh chị chú ý giúp Dũng cái đường trung vị của ngành bất động sản trong vòng 10 năm thì cổ phiếu trong lĩnh vực này vẫn đang nằm dưới cái đường trung vị, trong khi thị trường chứng khoán chung thì đang nằm ngang cái đường trung vị. Tức là như khi nãy mình phân tích với anh chị về cấu trúc đó, thị trường chung mà nằm ở đường trung vị thì xác suất cao mọi người sẽ không chọn được cổ phiếu rẻ. Nhưng mà nếu như ngành nghề nó nằm ở dưới đường trung vị thì xác suất cao là anh chị sẽ tiếp tục vẫn chọn được cổ phiếu rẻ trong cái lĩnh vực đó, trong cái ngành nghề đó. Thì mình nhận thấy rằng là đối chiếu lại với tất cả mọi thứ của chiến lược tích sản cổ phiếu thì nó ít, nó không có nhiều. Và nếu như có, nếu như mọi người muốn đầu tư, muốn chiến lược đó thì hãy tập trung vào bất động sản. Có lẽ nó cũng sẽ là một trong những chiến lược hữu hiệu của anh chị trong cái giai đoạn hiện tại của năm 2024. Nếu mà để nói về định giá của các doanh nghiệp trong lĩnh vực ngành bất động sản thì mình cũng có thể cung cấp cho anh chị được. Đa phần những cổ phiếu được coi là định giá rẻ là những doanh nghiệp dính trái phiếu và đang trong quá trình xử lý trái phiếu. Ví dụ anh chị Đất Xanh này, DG này, Hodico này, Phát Đạt Real này, Novaland này, thậm chí là Vinhome. Thì đó là những cổ phiếu mà mình cho rằng nó còn phù hợp với lại tiêu chuẩn của tích sản cổ phiếu. Những doanh nghiệp như Khang Điền này, Nam Long này, hay là Nhà Từ Liêm này, đó không còn là những doanh nghiệp phù hợp với chiến lược tích sản cổ phiếu, mà đó là chiến lược đầu tư tăng trưởng và kỳ vọng tăng trưởng trong chu kỳ tới. Như vậy thì Dũng cũng đã giới thiệu với anh chị được khái quát cơ bản về tích sản cổ phiếu. Tại sao tích sản cổ phiếu lại là một trong những chủ đề rất là nhiều nhà đầu tư quan tâm trong thời điểm hiện tại?
Nhưng tại sao nhiều nhà đầu tư lại nhận diện sai bản chất của phương pháp đầu tư? Và ở thời điểm hiện tại của năm 2024, tích sản cổ phiếu thì chúng ta cần quan tâm cái gì? Ngành nghề nào? Những doanh nghiệp như thế nào thì phù hợp với lại chiến lược tích sản cổ phiếu? Hy vọng sẽ mang lại được nhiều góc nhìn gửi đến tất cả các anh chị nhà đầu tư. Dũng sẽ qua cái phần số 2 là phần trả lời một vài câu hỏi của các anh chị. Đầu tư ngành đầu tư công trong giai đoạn hiện tại được không anh? Rủi ro rất thấp. Đầu tư công rủi ro rất thấp đơn giản là vì cổ phiếu chưa tăng. Nhưng mà trong bước chân của ngành đầu tư công thì các loại cổ phiếu nó không định giá rẻ. Các doanh nghiệp đầu tư công cổ phiếu chưa tăng là do vĩ mô chưa hỗ trợ. Tức là số liệu dòng vốn giải ngân đầu tư công nó chưa chứng minh được chuyện đó. Cho nên là anh chị mua thì gom tích trữ và chờ đợi. Mình nghĩ nó cũng là một chiến lược không hề tồi một chút nào cả. Nhưng mà chắc là mình sẽ chưa ưu tiên. Nếu mà ưu tiên thì mình sẽ trình bày với các anh chị. Về 1.200 điểm thì mình sẽ giải ngân 50% còn lại nếu mà giảm thêm full margin. Cái vấn đề ở thời điểm hiện tại Dũng không cho rằng cái quan trọng là 1.200 điểm. Mà cái quan trọng là nếu mà thị trường chứng khoán giảm thì anh chị sẽ mua cái gì? Nếu mà thị trường chứng khoán giảm thì mọi người sẽ mua cái gì? Quan trọng hơn là thị trường chứng khoán có về được đến đó hay không? Các anh chị có thể suy nghĩ thêm. Mình sẽ trả lời một vài câu hỏi của anh chị trước. Hôm nay thì sẽ có hai câu hỏi mà mình tin là nhiều anh chị sẽ quan tâm. Cái câu hỏi đầu tiên là về vấn đề của VND. Và nói chung là làm ăn kinh doanh thì rủi ro nó là một cái gì đó. Không bây giờ tới thì sau này nó sẽ tới anh chị. Ví dụ như là VND thì bị cái gì đó họ đánh sập và tê liệt cái mạng lưới giao dịch. Và rất nhiều nhà đầu tư trên thị trường thì không mua bán cổ phiếu được khi mà cầm tài khoản ở VND. Cái thứ nhất, mình không cho rằng việc doanh nghiệp không giao dịch được thì nhà đầu tư nên chuyển công ty chứng khoán. Tại vì hơn ai hết thì mình cũng làm trong lĩnh vực chứng khoán. Và mình khuyên mọi người là không nên có những cái liên quan đến sự bức xúc như vậy trong ngắn hạn. Tại vì về bản chất làm ăn kinh doanh thì lúc nào nó cũng sẽ có rủi ro. Cái đó thì mọi người cần phải thông cảm cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng đang nỗ lực hết sức và chúng ta cần một chút kiên nhẫn, chờ đợi. Chúng cho rằng nó là một cái nét văn hóa thôi. Chứ còn bây giờ mà lỡ như công ty đó có vấn đề mọi người chạy, rồi mọi người chạy qua công ty khác có vấn đề mọi người lại chạy tiếp. Trong khi hệ thống của một công ty hoặc là cái gì đó thì nó cũng phải cần có một khoảng thời gian để người ta bắt đầu sửa chữa. Cái vấn đề thứ hai, đứng dưới góc độ của đầu tư. Mô hình kinh doanh gặp những biến cố là cái chuyện không sớm thì muộn doanh nghiệp nào cũng sẽ phải gặp. Không phải chỉ ngành chứng khoán mà các nhóm ngành nghề khác kiểu gì cũng sẽ phải gặp. Bây giờ mình ví dụ anh chị về một cái trường hợp năm 2019. Cháy nhà máy anh chị. Bây giờ ví dụ như là VND người ta cháy hệ thống đúng không? Còn cái công ty đó người ta là cháy nhà máy. Bóng đèn phích nước rạng đông, cháy nhà máy trong khoảng tầm cuối năm 2019. Và chắc chắn là nó sẽ bị ảnh hưởng rất nặng về hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian. Thì ở đây đó là diễn biến giá cổ phiếu trong cái giai đoạn mà có những biến cố như vậy xảy ra. Thì cổ phiếu này sàn 2 cây. Và sau đó thì anh chị cũng sẽ thấy ra là cổ phiếu này đi ngang tích lũy lại và từ từ giá cổ phiếu phục hồi. Ý của mình vấn đề nó nằm ở đây này. Ngay cả như mọi người là những người đang sử dụng hệ thống của VND thì anh chị cần phải bình tĩnh cho doanh nghiệp một khoảng thời gian để khắc phục. Cái thứ hai, anh chị đang cầm cổ phiếu của VND thì mọi người cũng phải phân tích lại những cái vấn đề đó là những sự cố chứ không phải là những vấn đề đó tác động trọng yếu làm cho doanh nghiệp này đổ vỡ, phá vỡ, phá sản. Mọi người hình dung nhé. Cho nên rằng là trong bất kỳ mô hình kinh doanh nào rủi ro nó cũng sẽ có. Và giá cổ phiếu nó sẽ phản ứng rất là nhạy với những vấn đề đó. Nhưng cái đó là ngắn hạn hay cái đó là dài hạn? Nếu như mà cái đó là ngắn hạn, tâm lý và hành vi nó sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian. Rồi từ từ bắt đầu nó sẽ cân bằng. Rồi doanh nghiệp giá cổ phiếu tăng lên hay không phụ thuộc vào cái việc hiệu quả kinh doanh của nó sau cái cú đổ vỡ đó sẽ là cái gì. Nên là trong thời điểm hiện tại khi mọi người nói về những vấn đề này, quan điểm của mình là kiên nhẫn và chờ đợi.
kể cả những người đang sử dụng trong hệ thống của VND và kể cả các anh chị đang là cổ đông của VND. Thì đó là cái góc nhìn của Dũng để cho mọi người được một góc nhìn mới khi mà anh chị đang có là cổ đông của VND hoặc đang là khách hàng của VND. Thì mình khuyến nghị mọi người như vậy, nên bình tĩnh xử lý từ từ. Cái vấn đề thứ hai là thị trường chứng khoán giảm. Giống như mọi người hay nói là thị trường chứng khoán giảm là do VPS cắt margin đúng không? Đầu tiên thì mọi người nói cũng sẽ có lý, tại vì thị phần của VPS bây giờ rất là lớn. Cho nên chỉ cần những chính sách của VPS thay đổi thì nó cũng sẽ tác động đến tâm lý và hành vi của thị trường. Nhưng mà nó chưa đủ anh chị, nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Ở đây anh chị sẽ thấy rằng là cái thị trường chứng khoán ở thời điểm hiện tại này, khi mà gặp một cái vùng kháng cự nào đó thì nó có hai luồng suy nghĩ. Cái luồng suy nghĩ đầu tiên là hãy mua mạnh vào để vượt qua cái kháng cự đó. Và cái luồng suy nghĩ thứ hai là hãy chờ xem thử coi kháng cự đó nó có vượt qua được hay không. Tức là bản chất của con người là gì? Chúng ta cũng đang chờ đợi cái tâm lý và hành vi có sự tiếp diễn hay không. Cũng giống như là trong một trận bóng đá thôi chị. Ở đây mọi người có hay coi bóng đá không? Bây giờ ví dụ anh chị, khi mà trong một trận bóng thì sẽ có hai đội. Trong hai đội đó thì kiểu gì cũng sẽ có đội công và đội thủ. Tức là cảm xúc của chúng ta cứ nghĩ rằng cái vùng kháng cự đó sẽ vượt qua bằng cách hãy mua thật nhiều cổ phiếu vào và đẩy giá cổ phiếu lên. Nhưng mà cứ mua hoài đẩy không lên nổi. Thì cũng giống như trong bóng đá thôi. Bây giờ mọi người tấn công hoài, đội hình của anh chị tấn công hoài, tấn công hoài không ghi được bàn. Thì xác suất cao đến một lúc nào đó thì anh chị sẽ bị thua ngược. Thế thì trong thị trường chứng khoán cũng sẽ thế thôi. Anh chị em mà mua hoài, kháng cự hoài mà không vượt qua nổi thì đến một lúc nào đó thì cũng sẽ bị hiệu ứng ngược. Thế cho nên là mọi người hỏi mình về vấn đề thị trường chứng khoán giảm có phải là do margin không, có phải là do cắt này nọ hay không. Thực ra thì anh chị có thể tìm lý do, nhưng mà bản thân đơn giản của Dũng đó là gì? Lên không nổi thì phải xuống thôi. Cuộc sống mà. Bây giờ mà không lên được thì người ta bán. Mà người ta bán thì thị trường xuống thôi anh chị. Còn cái vấn đề là xuống tới đâu thì mọi người cứ từ từ. Chúng ta đầu tư chứ chúng ta không phải là đánh mỏ. Cái chuyện ngày mai nó không quan trọng. Quan trọng là anh chị có một phương pháp chưa? Và mọi người đang làm cái gì? Ví dụ anh chị như cái này mình nói loay hoay kiếm cổ phiếu. Cứ tuần trước là tốt cổ phiếu mạnh, tuần sau là tốt cổ phiếu bất định. Thì kiểu gì mà anh chị chả loay quay luẩn quẩn khi mà thị trường hắt hơi sổ mũi, đúng không ạ? Còn nếu như mà đầu tư bài bản, an nhàn, thoải mái trong khoảng tầm vài tháng trở lại đây, thì mình tin rằng là một phiên nó không giải quyết được vấn đề, mà thậm chí hai ba phiên nó cũng không giải quyết được vấn đề. Tâm lý của ngày hôm nay nó có thể tiêu cực, nhưng tâm lý của ngày mai thì chưa chắc. Tâm lý ngày mai có thể tiêu cực, nhưng tâm lý ngày mốt cũng chưa chắc anh chị. Nên là với mình á, khi mà mọi thứ nó vô thế rồi á, thì cái cách đầu tư nó sẽ thoải mái và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cách nhìn về thị trường nó cũng sâu sắc hơn. Nó cũng bình tĩnh hơn, nó cũng chậm rãi hơn. Thậm chí khi mình nhìn một cổ phiếu là nó bị bán rất mạnh trong ngày hôm nay, mọi người sẽ cho rằng nó là một cái gì đó phát đi một tín hiệu cực kỳ rủi ro. Nhưng mà Dũng lại cảm thấy nó là một cái yếu tố gì đó rất là bình thường. Có tăng thì có giảm, thoải mái vui vẻ đón nhận nó. Mình nghĩ như vậy thì đầu tư nó sẽ chủ động hơn cho anh chị em rất nhiều trong đầu tư. Như khi nãy mình nói đó, có rất nhiều chiến lược về đầu tư, chiến lược theo đuổi về lợi nhuận, chiến lược theo đuổi về dòng tiền, chiến lược theo đuổi về ngắn hạn. Nhưng anh chị phải trải nghiệm hết, phải đổ vỡ hết. Đến một đoạn nào đó khi đổ vỡ hết nổi nữa rồi mới bắt đầu thay đổi. Thì lúc đó phương pháp đầu tư nó mới thực sự in vào trong cái nhìn của mình về chứng khoán. Chứ không phải chỉ là ba chữ cái đâu anh chị nhá. Câu hỏi thứ ba. Nhóm tích sản cổ phiếu có hoạt động trở lại không Dũng? Thì câu trả lời của Dũng là không. Anh chị có thể nhìn bên tay phải giúp Dũng. Đây là cái lịch sự kiện trong một năm trước mà một nền tảng khác nhắc lại cho mình. Một năm trước mình cũng làm một cái talk show, hồi đó làm online. Và cái talk show đó mình làm là talk show về tích sản cổ phiếu. Thì mọi người cứ dở lại lịch sử của tháng 3 năm 2023 đi, thì anh chị sẽ thấy rằng cổ phiếu nó nằm ở mức nào. Và ở thời điểm hiện tại thì cổ phiếu nó đang ở một mức nào.
Tức là tất sản cổ phiếu nó cực kỳ phù hợp với lại thị trường chứng khoán Việt Nam sau một quá trình đổ vỡ. Mình nhấn mạnh lại, nó cực kỳ phù hợp với lại thị trường Việt Nam sau một quá trình đổ vỡ. Nhưng nó không phù hợp với lại chiến lược ở Việt Nam khi thị trường đã tăng được hơn một năm. Anh chị lưu ý và lưu tâm giúp Dũng. Nên mọi người hỏi mình về cộng đồng tất sản thì câu trả lời của mình sẽ là không. Nếu mà có những cộng đồng sau thì cộng đồng đó sẽ là cộng đồng tăng trưởng và đi tìm bài toán giải quyết câu chuyện tăng trưởng. Lúc đó nó mới là động lực chính để cho giá cổ phiếu tăng trong những chu kỳ tới. Đó là góc nhìn của Dũng về tất sản cổ phiếu. Câu hỏi tiếp theo. FPT giá này có mua được chưa anh ơi? Câu trả lời của mình là mua lúc nào cũng được. Có tiền là mua cổ phiếu được. Thậm chí ngay ngày mai anh chị mua ATO cũng được. Nhưng mình lại hỏi ngược lại, mọi người mua FPT giá này vì cái gì? Nếu mà theo mặt của mình ngày hôm nay là mình đang nói về tất sản cổ phiếu á, thì đây không phải là mức giá để FPT là cổ phiếu trong phương pháp tất sản cổ phiếu. Nếu như mọi người mua cổ phiếu này trong cái phương pháp tất sản cổ phiếu là anh chị phải mua trong năm 2023. Sau một quá trình đổ vỡ của lãi suất và bong bóng trái phiếu, thì lúc đó các doanh nghiệp như thế này mới phù hợp với lại chiến lược tích sản cổ phiếu, tích lũy cổ phiếu. Còn trong giai đoạn này như anh chị cũng sẽ thấy là giá cổ phiếu nó đã tăng ở một mặt bằng giá khác rồi, thì phù hợp nhất là nắm giữ cổ phiếu thôi. Người ta mua kệ người ta. Tại sao mọi người cứ phải hơn thua với người khác trong khi mọi người đã mua được cổ phiếu này ở một vùng giá rất thấp rồi? Việc gì mà phải đi mua thêm với những cổ phiếu như thế này để làm cái gì? Để gia tăng rủi ro của mình nhận lại hay để làm cái gì? Chôn cổ trong chứng khoán VND nhìn giá xuống mà không làm được gì anh ơi? Nó có hai vấn đề thôi. Nếu như hôm nay thị trường chứng khoán tăng, có lẽ như mọi người sẽ không bức xúc. Chẳng qua là hôm nay thị trường chứng khoán giảm, cho nên anh chị sẽ bức xúc khi mọi người đang sử dụng dịch vụ ở VND. Nhưng mà mình đảm bảo với anh chị luôn á, mọi người ở công ty nào cũng thế thôi. Nó sẽ có cái này, nó sẽ có cái kia. Mình chắc chắn luôn. Tại vì Dũng làm chứng khoán này cũng chục năm rồi. Không có một cái hệ thống nào mà nó hoàn hảo cả. Cái hệ thống nào nó cũng sẽ có một chút vấn đề ở bên trong. Quan trọng là cách nhìn của mình với vấn đề thôi. Là người tiêu dùng á anh chị, chúng ta phải thông minh, chúng ta phải từ từ, chúng ta phải nghiên cứu, chúng ta phải tỉ mỉ một tí. Như VND là công ty đi đầu về công nghệ đó chị ạ. Thế cho nên rằng là đôi khi mà người ta nhắm vào nó cũng có những lý do của họ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Còn cái chuyện thị trường thì làm sao mà doanh nghiệp đó người ta biết được? Bây giờ ví dụ hôm nay thị trường chứng khoán giảm. Làm sao mà biết được cái công ty đó là thị trường chứng khoán giảm để mà bị ảnh hưởng này, bị ảnh hưởng kia. Tất cả mọi thứ nó chỉ là sự trùng hợp và sự ngẫu nhiên thôi. Trong kinh doanh cũng thế, trong đầu tư cũng thế anh chị. Đấy, phải nhìn về một cái tiêu cực ở một góc nhìn tích cực. Hãy nhìn một cái góc nhìn tích cực ở một cái nhìn tiêu cực để chúng ta cân bằng lại được trong đầu tư, trong kinh doanh. Giống như khi mà một cổ phiếu của anh chị đang tăng, thì mình nhìn vào cái nhìn tích cực như là người khác là rất bình thường. Mình hãy nhìn một cái gì đó không đẹp, không tốt của doanh nghiệp trong lúc cổ phiếu đang tăng. Khi mà cổ phiếu đang giảm cũng thế. Khi thị trường khoán rớt cũng thế. Tăng lãi suất cũng thế. Vạn Thịnh Phát cũng thế. Bom nợ trái phiếu cũng thế. Rồi người dân rút tiền khỏi các hệ thống ngân hàng cũng thế. Thì đừng nhìn vào cái xấu mà mọi người đang nhìn. Hãy nhìn vào một cái gì đó tốt mà người khác không nhìn ra mà mình nhìn ra anh chị. Thì nó tạo ra sự cân bằng trong cảm xúc. Đầu tư nhé, cái sự cân bằng trong cảm xúc cực kỳ quan trọng. Mình gặp nhiều nhà đầu tư rồi, thì một trong những cái môn thể thao mà Dũng nhận thấy nhiều anh chị em thành công nhất đó là đi bộ. Một trong những cái môn thể thao mà nhiều nhà đầu tư họ thành công trong đầu tư anh chị là đi bộ. Đánh gót cũng được, nhưng mà chi phí nó hơi cao. Tức là những cái bộ môn thể thao để làm cho cái cuộc sống của chúng ta cân bằng anh chị. Suy nghĩ của mình nó cũng cân bằng, thì người ta lại thoải mái nhé. Còn mình mà mình suy nghĩ nó nhiều thứ quá thì mình mệt và hiệu suất nó không cao.
Rồi, cái câu hỏi quay trở lại câu hỏi của bạn Thắng là tích sản dòng bất động sản cho năm 2024 hay là 2025 có được không? Có lẽ là chắc là bạn đã có câu trả lời rồi đúng không? Nên là mọi người hỏi mình là 1.200 điểm có về hay không thì Dũng hỏi ngược lại anh chị, nếu mà về 1.200 điểm thì mọi người mua cái gì đó? Theo Dũng thì số tiền hút tín phiếu của ngân hàng nhà nước hôm nay nói lên điều gì đáng chú ý? À, xin lỗi mọi người là ngày hôm nay mình không có cập nhật nên là mình cũng không có câu trả lời chính xác cho các anh chị em. Mình sẽ trả lời câu hỏi này vào một phiên live bữa sau mọi người nha. Tại vì hôm nay mình không có cập nhật và mình cũng nghĩ là nhiều anh chị em cũng đã không còn chú ý đến cái này. Em có 60% tiền, có còn cơ hội mua mới cổ phiếu không anh? Còn, lúc nào cũng còn. Biết đâu đó ngày hôm nay bạn cũng đã có những lựa chọn cho mình nếu mà thị trường chứng khoán chiết khấu đấy. Câu hỏi tiếp theo, anh Dũng cho mình hỏi một chút về PC1. Trong tương lai doanh nghiệp này có khá khẩm gì hay không? À, mình cũng nghĩ rằng là cái câu hỏi này nó cũng đi kèm một chút gì đó nó hơi buồn. Tại vì cái doanh nghiệp này trong khoảng thời gian cũng khá dài rồi thì cổ phiếu nó không tăng. À, đầu tiên khi mà mình nói về cái doanh nghiệp này thì mình sẽ nói một vấn đề như sau. Đa phần các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này nó đang tốt dần lên. Nhưng nó có một cái khoản mục mà nó đang xấu dần đi. Và chính cái khoản mục này nó làm cho cái giá cổ phiếu không tăng. Ở trên biểu đồ, ở trên cái bảng của anh chị bên tay phải, mọi người sẽ thấy đó là doanh thu tài chính và chi phí tài chính. Và nó ghi là âm gần 200 tỷ. Trong cái chi phí tài chính âm 200 tỷ này, khoảng tầm 80% là chi phí lãi vay và 20% là chi phí tỷ giá. Thì như mọi người biết là trong giai đoạn gần đây nhất là tỷ giá leo thang. Thế cho nên là các doanh nghiệp chi phí tài chính mà nó bị đẩy lên đó chị, thì tiền nó chưa có vô. Nhưng mà cái chi phí đó nó là kiểu như nó không phải là một cái chi phí thực. Nó là một cái khoản đánh giá lại tài sản. Và cái lợi nhuận của nó hoặc là cái lỗ của nó về tỷ giá thì đơn thuần nó cũng chỉ là bút toán thôi. Nhưng mà dù gì thì khi có những cái vấn đề đó nó xảy ra thì cái mức độ hấp dẫn của cổ phiếu trong ngắn hạn đó là nó sẽ bị chững lại. Còn về bài toán của PCMO thì chúng ta cũng cần phải chờ những cái quyết của doanh nghiệp này hơn trong khoảng tầm giữa năm. Mình nghĩ là cái câu chuyện của PC1 nó vẫn y nguyên ở đó thôi anh chị. Chẳng qua là đó, với bối cảnh như vậy, phức tạp như vậy thì nó phải cần một cái điểm nghỉ. Anh chị em nào kiên nhẫn được thì sẽ nên kiên nhẫn. Quan điểm của mình. Câu hỏi thứ hai. Khi đầu bài Dũng trao đổi với anh chị là tại sao cái phương pháp đầu tư nó chỉ được hình thành sau một quá trình đổ vỡ? Tại vì trong giai đoạn hiện tại thì mỗi ngày nó sẽ có mỗi câu chuyện khác nhau. Bây giờ ví dụ anh chị ngày hôm nay nổi cộm nhất đó là thanh khoản đột biến của VND và thanh khoản đột biến của Novaland đúng không ạ? Một cổ phiếu thì giảm và một cổ phiếu thì tăng. Thì tất nhiên là đứng trên góc độ của đầu tư thì anh chị sẽ thích cổ phiếu tăng hơn. Thế cho nên là mọi người sẽ hỏi về tiềm năng của Novaland và Novaland này có tốt không anh? Hoặc là Novaland này có đầu tư được hay không? Dũng nói rồi, VND mọi người vẫn đầu tư được. Thậm chí Novaland anh chị vẫn đầu tư được. Nhưng Dũng hỏi lý do tại sao mọi người mua Novaland mà mọi người không mua VND? Tại sao lại như vậy? Một cái rất đơn giản thôi anh chị. Cái doanh nghiệp Novaland này trong năm 2024 cũng chẳng có cái gì đâu. Dự án thì vẫn ở đó thôi. Thậm chí là ngày hôm nay cổ phiếu có những lúc tăng gần trần. Nhưng mà trong cuối tuần vừa rồi anh chị cũng sẽ thấy rất nhiều các lùm xùm liên quan đến các dự án của Novaland ở Phan Thiết. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là giá cổ phiếu nó có phản ánh đúng với lại tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không? Thì câu trả lời với anh chị luôn là trong chu kỳ tài sản giá rẻ thì giá cổ phiếu không chạy theo kết quả kinh doanh. Thế cho nên là đừng lấy cái kết quả kinh doanh đó ra để làm một cái gì đó biện minh cho sự tăng giá của Novaland. Cái doanh nghiệp này tăng giá đơn thuần nó chỉ là thời điểm thôi anh chị. Mọi người nhìn vào cái biểu đồ định giá mọi người sẽ thấy thôi. Bản chất các mô hình kinh doanh này nó đang tê liệt bởi hoạt động kinh doanh và giá cổ phiếu tăng lên đơn thuần là vì nó rẻ. Và ở đó có rất nhiều cổ phiếu và tài sản nó đã tăng đến một đoạn nào đó rồi thì từ từ dòng tiền người ta dịch chuyển sang những loại tài sản giá rẻ.
Thế thôi. Nên là đôi khi đi đầu tư bằng chiến lược tích sẵn cổ phiếu á, mà người sẽ bị mâu thuẫn. Mâu thuẫn ở một chỗ này. Tại sao lại mua cổ phiếu đó? Cái cổ phiếu đó nó có gì tốt hơn so với các cổ phiếu khác? Cái doanh nghiệp đó nó có cái gì minh bạch hơn, nổi trội hơn so với các cổ phiếu khác để mà mình phải tích sản? Cứ vậy. Nhưng mà đầu tư mà. Đầu tư thì trong 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 sáng trong tối thì cơ hội nó mới có. Còn trong những lúc mà mọi thứ nó quá rõ ràng rồi thì đa phần chúng ta đều đến chậm mà. Đến chậm thì chúng ta phải buộc mua giá cao thôi anh chị. Nên là mọi người hỏi mình về vấn đề này, tại sao khối ngoại mua ròng nhiều, rồi tại sao thanh khoản lại đột biến, rồi doanh nghiệp này nó có gì mới hay không, thì mình nói thiệt với chị luôn là chả có gì cả. Đó, đến một đoạn nào đó thì từ từ nó tăng thế thôi. Ngành bất động sản mình cũng thấy thế thôi. Nó có một cái thay đổi về cú hích lớn nhất thì mình cho rằng nó liên quan đến sắp xếp vốn, cấu trúc vốn. Rất nhiều các doanh nghiệp bất động sản nó đang thu gỡ được các dòng vốn, trả được hết trái phiếu đó, xử lý được các khoản nợ, hoặc là tiếp cận được các dòng vốn của tín dụng nhờ vào các vấn đề về đảo nợ. Thì đó là cái tác nhân xúc tác chính để khiến cho các cổ phiếu bất động sản thì nó thanh thoát hơn trong năm 2024. Một phần nhỏ thì các doanh nghiệp bất động sản thì làm sao anh chị, tung các sản phẩm ra bên ngoài, mức độ hấp thụ thì nó cũng đang tương đối chậm. Phần thứ hai nữa là người ta đang kỳ vọng là lãi suất thấp. Lãi suất thấp thì các loại tài sản như vậy thì nó sẽ từ từ nó phục hồi. Tóm lại, khi anh chị phân tích ngành bất động sản nói chung và Novaland nói riêng thì mọi người không cần phải nhìn quá nhiều vào hoạt động kinh doanh. Hãy nhìn nhiều vào định giá và hãy nhìn nhiều vào một cái phương pháp đầu tư nào đó mà anh chị đang theo đuổi. Thì cái đó nó sẽ thuyết phục hơn mọi người. Góc nhìn của mình. Câu hỏi tiếp theo. FPT, ACB, SSC. Anh sẽ thích doanh nghiệp nào trong trường phái đầu tư lãi kép? Đầu tư lãi kép là một trường phái ngược lại với đầu tư tích sản. Lãi kép là sao anh chị? Lãi kép là lãi mẹ đẻ lãi con. Để lãi mẹ đẻ lãi con thì nó phải tồn tại trong một khoảng thời gian rất dài. 3 năm, 5 năm, 10 năm. Và một cổ phiếu nào đó có dung sai như vậy trong 3 năm, 5 năm, 10 năm phải là cổ phiếu tăng trưởng. Nên là mọi người hỏi mình thì mình sẽ chọn FPT và ACB. Trong một chu kỳ tăng trưởng 3 năm, 5 năm, 10 năm. SSC thì không thể tăng trưởng mãi đến khoảng tầm 5 năm đâu anh chị. SSC thì chu kỳ tăng trưởng của nó không lâu đến như vậy đâu. Còn những doanh nghiệp kia thì cao hơn. Dũng cho chị hỏi, Techcombank và MBB thì nên chọn mã nào? Đó. Vấn đề nó nằm ở phương pháp đó. Thực ra khi mọi người hỏi mình về hai cổ phiếu này á, thì anh chị nhìn vào dòng tiền, anh chị nhìn vào đánh giá hoặc anh chị nhìn vào cơ bản, tất cả mọi thứ nó sẽ đều hội tụ. Thứ nhất là cái doanh nghiệp này là doanh nghiệp tốt. Cái thứ hai là tiền đang vào cổ phiếu trong lĩnh vực ngành ngân hàng. Cái thứ ba là chart đang đẹp. Đúng không? Nhưng có một cái dở mà nhiều nhà đầu tư sẽ không thấy. Thậm chí có khi mọi người thấy mà mọi người cố tình không hiểu. Bây giờ ví dụ anh chị một cổ phiếu từ giá 17 và một cổ phiếu ở vùng giá 25. Nhìn thì nó sẽ rất đẹp, nhưng mà trên thực tế tối ưu trong đầu tư thì nó đâu tối ưu đâu. Bây giờ ví dụ anh chị mua cổ phiếu từ 25 lên 26 thì cái khoản lợi nhuận từ 25 lên 26 là bao nhiêu? Và nếu như mọi người mua cái cổ phiếu đó ở mức giá 17, 18 thì từ 25.000 lên 26.000, tức là tăng 1.000, thì hiệu suất ở dưới sẽ là bao nhiêu? Bài toán tối ưu thôi. Nên Dũng, mọi người hỏi mình á, Techcombank và MB có mua vào được không? Thì câu trả lời của mình là không. Và trong giai đoạn hiện tại là giai đoạn phù hợp nhất để mọi người có thể nắm giữ cổ phiếu. Chứ không còn là cái việc mua mua bán cổ phiếu trên thị trường nữa anh chị. Hãy để cho người khác mua 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 bán. Mọi người thay đổi đi. Xin Dũng đánh giá một chút về tin tăng vốn của chứng khoán IB. Nó là một thông tin tốt, ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian ngắn. Và mọi người bám sát vào hai sự kiện. Một là thông tin đó ra chính thức. Và cái thứ hai là tới mùa tăng vốn. Thường thì giá cổ phiếu nó sẽ đi theo từng sự kiện như vậy. Mọi người nên bám sát vào. Sáng nay em vừa mua Masan âm luôn 3%.
chia buồn cùng bạn. Nói sao ta? Thị trường chứng khoán Việt Nam là nó như vậy mọi người nhé. Cổ phiếu có một lúc nào đó tăng 5-7% thì cái chuyện mà nó giảm 3% là chuyện bình thường. Nên là anh chị em phải cảm thấy bình thường với lại cái thị trường tài chính Việt Nam. Lãi suất thấp hơn so với lại thời gian Covid, cho nên là chỉ số VN-Index phải tầm 1.500 điểm thì mới tạo đỉnh. Mình không dùng cái vấn đề đó của 1.500 điểm thì mới tạo đỉnh. Trong cái talk show về chiến lược đầu tư tăng trưởng của tụi mình đã phân tích rất rõ về những cái trọng yếu của chiến lược đầu tư tăng trưởng. Và có một cái mà ở 1.500 điểm của quá khứ và ở thời điểm hiện tại nó khác nhau là nó nằm ở chu kỳ kinh tế. Chứ không còn phải là lãi suất thấp hơn hay là không nữa. Nó nằm ở chu kỳ kinh tế. Một cách rất đơn giản như thế này, mọi người hình dung ví dụ. Cái thị trường chứng khoán Việt Nam từ 1.300 điểm đến 1.500 điểm nó nằm ở bối cảnh nào? Covid. Nó nằm ở thời kỳ nào anh chị? Tất cả các doanh nghiệp, tất cả các nền kinh tế đang đóng cửa. Và nó tạo ra các bong bóng tài sản của cả thị trường coi và thị trường chứng khoán. Cái nền kinh tế thời điểm đó là gần như tê liệt. Số liệu trong năm 2021, số liệu tăng trưởng trong năm 2021 đầu năm 2022 cũng chứng minh là GDP Việt Nam chỉ đạt tăng trưởng có 2.5%. Đúng không? Nhưng mà chứng khoán vẫn vượt đỉnh mà. 1.300 lên 1.500. Và ở thời điểm hiện tại thì nó khác cái gì anh chị? Ở thời điểm hiện tại là nền kinh tế của mình nó đang phục hồi. Tăng trưởng GDP trong năm ngoái là hơn 5%, mục tiêu trong năm nay là khoảng tầm 6.5%. Đó. Nó khác là nó khác ở chỗ đó. Còn 1.500 điểm có hay không thì bản thân mọi người nói cho vui thôi, chứ thứ nhất mọi người cũng sẽ không biết, cái thứ hai mình cũng không biết. RE có còn tích sản được không anh Dũng ơi? Cổ phiếu tăng 15% giảm 5% là phù hợp. Đa phần nhà đầu tư để mua nhé. RE nó cũng không phải gọi là tích sản. Như RE là mọi người mua để mọi người chờ chu kỳ tăng trưởng mới, nó không phải là tích sản. Đa phần đó, anh chị em mà thấy một cổ phiếu tăng thì mọi người sẽ lao vào mọi người mua đúng không? Một là anh chị mua sớm. Hai là mọi người chờ những cái cú điều chỉnh để mọi người vào. Không chết đi đâu anh chị, cổ phiếu nó không lên ngay đâu. Nó không có bay mất cho mọi người đâu mà mọi người mua. Bây giờ ví dụ một cổ phiếu tăng 15% cứ để đó. Kiểu gì đến một đoạn nào đó thì kiểu gì cũng sẽ có người chốt lời. Bây giờ mình ví dụ anh chị là người ta thấy 1.300 điểm không vượt qua được, người ta chốt. Có lời người ta chạy. Thì lúc đó anh chị bắt đầu suy ngẫm về vấn đề đi mua cổ phiếu là hay hơn đấy. Đó, đoạn này nè. Bây giờ thay vì cứ mua ào trên thị trường, đó, bắt đầu lựa chọn đi. Tìm kiếm. Cổ phiếu nào tăng nhiều rồi thì đừng mua nữa anh chị. Ví dụ như bây giờ ngân hàng tăng, có cổ phiếu nào tăng mà dưới 30-40% đâu. Khi MBB sáp nhập bắt buộc với là ngân hàng OCB, vậy thì OCB sẽ thế nào anh Dũng nhỉ? Cái thứ nhất là bạn hỏi sai vấn đề. OCB và MBB thì không sáp nhập với nhau. Bạn đang hiểu nhầm. Bạn đang hiểu nhầm về ngân hàng Đại Dương. Ngân hàng đó với là ngân hàng OCB là hai ngân hàng khác nhau. Nên là MBB với OCB chả liên quan gì với nhau cả. Mà cái thứ hai, cái ngân hàng Đại Dương đó với ngân hàng quân đội mà nó có sáp nhập với nhau, nó cũng chả phải gọi là sáp nhập anh chị. Mà nó chỉ là vào tái cơ cấu thôi. Tái cơ cấu giúp thôi. Chứ không có sáp nhập trên cái báo cáo tài chính như là hồi Phương Nam với lại Sacombank. Nên là bản chất của vấn đề nó không thay đổi. Nên là anh chị em có hỏi mình thì chả liên quan gì với nhau cả. Thị trường hôm nay không bị bán sàn chứng tỏ là nhà đầu tư rất chất lượng, thị trường đang rất khỏe. Nó đại diện cho một anh đang cầm rất nhiều cổ phiếu, thậm chí là đang full cổ phiếu. Tại vì sao? Một cái người mà đang cầm full cổ phiếu mà thị trường chứng khoán cho dù nó có rớt thì chúng ta đều nhìn mọi thứ gì đó nó tích cực. Ví dụ hôm nay thanh khoản của thị trường là 30.000 tỷ và thị trường chứng khoán giảm 15 điểm. Và anh chị bảo rằng là thị trường khoán đang rất khỏe và nhà đầu tư tiền vào đang rất tốt, thì có nghĩa là mọi người đang yêu quá rồi. Chả có một cái thị trường nào mà thanh khoản tăng thị trường chứng khoán giảm mà mọi người bảo là tốt cả.
Chỉ có những người đang cầm full cổ phiếu và mọi người yêu cổ phiếu quá mức thì mọi người mới nói nó tốt thôi. Còn mình thì suy nghĩ đơn giản là chị có lên thì có giảm, có lên thì có giảm. Đó là nguyên tắc của thị trường. Mọi người cổ phiếu mọi người lên mọi người sẽ chốt. Và muốn cổ phiếu lên một mức giá cao hơn thì những cái người chốt lời người ta phải chốt trước chứ. Nhờ anh Dũng đánh giá hộ về Hoàng Gia Lai. Cảm ơn bạn. Mình xin phép là mình sẽ phân tích cổ phiếu này trong những chu kỳ tới. Còn cái giai đoạn hiện tại thì anh chị em biết mà. Nó giảm là nó giảm từ đầu năm đến giờ. Thế cho nên là trong giai đoạn hiện tại thì nó cũng chưa nói lên được điều gì đâu. Một cổ phiếu tăng mà nó tăng 3-4 tháng thì nó đi ngang tích lũy cũng phải tầm 3-4 tháng. Sau giai đoạn này thì chúng ta mới bắt đầu ngồi tính tiếp anh chị nha. Dạ rồi, ở đây thì chắc là nhiều anh chị em cũng có đăng ký cái talk show của mình vào ngoài Hà Nội á. Thì mình cũng thông báo với anh chị một chút là chúng ta sẽ diễn ra vào khoảng tầm sáng thứ bảy 8:30. Chúng ta sẽ bắt đầu từ 8 giờ nhận khách vào giao lưu với anh chị thì khoảng tầm từ 7:30 đến 8:30. Rồi chúng ta có một chút thời gian chúng ta sắp xếp chỗ ngồi thì đúng 9 giờ là tụi mình sẽ bắt đầu. Cái chương trình của tụi mình thì nó sẽ kéo dài từ 8:30 cho đến 11:30. Và tụi mình chọn ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia anh chị nhá, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ở đây thì tụi mình cũng chất rất là nhiều chỗ rồi. Cái thứ nhất cũng cảm ơn tất cả anh chị em ở đầu cầu Hà Nội cũng đã hỗ trợ cho tụi mình rất nhiệt tình ở rất là nhiều nơi. Tụi mình cũng tham khảo được khoảng tầm trên 20 cái hội trường. Thì chốt lại một cái là một nơi mà tốt nhất cho tất cả mọi người chúng ta thoải mái vui vẻ, đó là Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ở đây thì xa thì cũng không xa, gần thì cũng không gần. Kẹt xe thì cũng không kẹt, thông thoáng thì cũng vừa phải. Nên là Dũng nghĩ là chỗ này là một trong những chỗ tốt nhất. Nên là tụi mình cũng sẽ làm cái hội thảo ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Nên là anh chị em nào mà có vé mời thì mọi người ghé chơi, giao lưu vui vẻ. Cái thứ hai là ở chỗ này thì chỗ để xe thoải mái. Nên là mọi người ở tỉnh lên, mọi người đi xe ở tỉnh lên thì mọi người cứ vào bình thường. Anh chị em ở ngoài Hà Nội thì chắc mọi người biết chỗ này rồi, cũng không quá xa lạ gì đâu ha. Chỗ này thì bao nhiêu xe để cũng hết cả. Nên là anh chị em có xe thì cứ đi xe. Không nhất thiết là phải bắt taxi hoặc không nhất thiết là phải bắt xe dịch vụ, mà người có xe thì mọi người mang tới. Dù cũng nghĩ chỗ này cũng là một trong những cái chỗ mà nó sẽ phù hợp nhất với các anh chị. Offline ở ngoài Hà Nội full vé rồi, em đến xin chụp ảnh có được không anh? Thì nếu mà bạn cảm thấy rằng là vui vẻ được thì bạn cứ lên lên chụp hình thôi. Còn cũng xin phép mọi người là full rồi. Nên là hẹn anh chị ở những cái sự kiện tiếp theo. Buồn ma san quá Dũng ơi, Dũng cho mình xin ý kiến nhé. Bây giờ cổ phiếu lên thì lại vui mà cổ phiếu buồn xuống thì lại buồn. Ví dụ như là bây giờ 82.000 không mua được, bây giờ mua được 77.000 thì ngon còn gì. Có khi giật hình như bảy mấy nghìn đúng không, 76.000. Cuộc sống có nhiều thứ khó hiểu, kiểu như cổ phiếu càng tăng thì càng ngon mà cổ phiếu giảm thì lại 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 không ngon. Kiểu như là vô một cái nhà hàng á, mà cứ thấy món ăn mà càng đắt giá thì anh chị em là cảm nhận là nó ngon á. Còn những cái món ăn mà thấy nó không đắt giá thì anh chị em là cảm nghĩ là nó sẽ không ngon á. Giống như mọi người đi mua một cái món ăn mà mọi người thấy giá trên trời, mặc nhiên trong đầu của chúng ta là bảo là kiểu gì cũng sẽ ngon. Cầm Vinhome 2 năm chán thật sự. Cũng hơi buồn. Anh chưa nhận được mail đầu Hà Nội Dũng ơi. Xin phép các anh chị em là đang gửi có thể là mất một vài ngày mọi người nhé. Còn mà sau đến thứ tư mà anh chị chưa nhận được vé thì anh chị liên hệ với Dũng hoặc là liên hệ với các bạn trợ lý nha anh chị nha. Em cứ bị thích tư duy của anh Dũng. Như mình á, mình là người đọc sách nhiều. Cái cách mà mình làm trên thị trường chứng khoán là đến từ tư duy và phân tích tư duy trước. Tại sao mà mình phân tích từ tư duy trước?
Ngày xưa là khi mà mình tham gia vào thị trường chứng khoán là mình học tài chính doanh nghiệp. Cho nên là mình vào từ cái phân tích cổ phiếu, phân tích doanh nghiệp. Nhưng mà sau này mình mới bắt đầu phân tích ra, mình thấy rằng là cái phân tích cổ phiếu và phân tích doanh nghiệp nó có rất nhiều lỗ hổng. Cái thứ nhất là không thể nào hiểu hết được một doanh nghiệp. Và cái thứ hai, khi mà mình hiểu hết được doanh nghiệp thì cổ phiếu nó ở trên trời rồi. Mua là dính, cứ lúc nào cổ phiếu mà cứ lúc nào mà hoạt động kinh doanh của nó đẹp nhất là mua là đúng đỉnh. Nên là mình thấy là nó có một cái rất là thiếu trong làm ăn kinh doanh. Trong làm ăn kinh doanh á, nó có nhiều cái nhân tố nó có thể giúp cho mình biết được cái lợi nhuận của các doanh nghiệp đó tốt lên trong tương lai, chứ không phải là ngồi chờ cái số liệu nó tốt lên rồi mình mới biết là nó tốt. Nên đó là lý do tại sao mà mình bắt đầu thay đổi lại một chút. Dũng không còn tập trung vào một cái gì nó cụ thể, nó sát sườn, mà mình tập trung vào xây dựng năng lực tư duy trước, chiến lược và phương pháp trước, rồi sau đó mới bắt đầu đi tìm kiếm cổ phiếu phù hợp với lại chiến lược đó. Lúc đó thì mình mới bắt đầu xây dựng danh mục của mình. Và mình thấy rằng là khi mà mình thay đổi như vậy thì cách đầu tư của mình nó thoải mái hơn rất nhiều. Cái đó là cái được đầu tiên. Cái thứ hai là phải cũng chạy chặt vài năm anh chị, chạy chặt vài năm lúc đó mới bắt đầu vô nhịp được với thị trường. Nên là mọi người đi đầu tư cổ phiếu trên sàn nhiều lắm anh chị. Bây giờ mình ví dụ như ngành chứng khoán, trên thị trường chứng khoán thì bây giờ chắc phải tầm 15 đến 20 cổ lận. Đâu thiếu đâu. Đâu thiếu đâu anh chị. Mà mọi người thấy không, cái cổ phiếu ngành chứng khoán thì cứ hôm nay có cổ phiếu tăng, ngày mai lại có cổ phiếu khác tăng á. Nó cứ thay nhau dắt nhau nó lên vậy đó. Hay ví dụ mấy ngày hôm nay là bất động sản đúng không? Kiểu như Nam Long Khang Điền tăng trước, xong rồi DIG tăng sau, HTC tăng sau, rồi ngày hôm nay Phát Đạt Real, rồi Novaland tăng, tức là nó cứ kéo nhau nó lên đó anh chị. Thì nó không hẳn là cổ phiếu đâu. Nhiều khi mọi người bảo cổ phiếu nó quan trọng, chưa chắc nó đã là cái quan trọng nhất. Mình nghĩ tư duy đi trước, cổ phiếu đi theo sau. VPBank sau Hoài không tăng được với anh. Theo dõi nó lâu rồi. Bạn theo dõi nó là bạn theo dõi giá cổ phiếu hay bạn theo dõi về tình hình kinh doanh? Còn mình thì thứ nhất là tình hình kinh doanh mình cũng không theo dõi, mà giá cổ phiếu mình cũng không theo dõi, cho nên hỏi mình cũng xin phép mọi người là mình không trả lời được câu này. Chào anh Dũng, anh cho em hỏi mua gom IDI được không? Vì được giảm thuế, tỷ giá đang tăng thì lợi nhuận sẽ đột biến, em cảm ơn. Giảm thuế, tỷ giá đang tăng nhưng mà cổ phiếu có tăng trước chưa? Cái vấn đề về tỷ giá nó chỉ tác động trong một khoảng thời gian thôi mọi người nhé. Ở đây mình ví dụ anh chị này. Tại sao mà cái tỷ giá nó chỉ tác động trong một khoảng thời gian thôi? Cái thứ nhất, lợi nhuận từ tỷ giá hay lỗ từ tỷ giá nó chỉ là một cái khoảng thời gian tỷ giá biến động. Cái thứ hai, cái khoản lời tỷ giá hay lỗ tỷ giá trên cái doanh thu tài chính và chi phí tài chính đó anh chị của một doanh nghiệp á, đa phần nó chỉ chiếm đâu đó từ 15 đến 20% cấu trúc chi phí thôi. Nó không phải là trọng số lớn nhất đâu. Nên là cái tỷ giá nó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Nó sẽ tác động đến tình hình kinh doanh nhưng nó không tác động nhiều đâu. Cùng lắm nó tác động từ 10 đến 15% tình hình kinh doanh thôi. Nên là Vin về tỷ giá mua cổ phiếu, nhưng mà mua cổ phiếu chưa tăng thì được. Còn chỉ Vin tỷ giá để mua cổ phiếu trong khi các loại tài sản đó nó tăng từ 20 đến 30% là không nên. Nên là anh chị em mà luôn chỉ tập trung vào tỷ giá thì mọi người coi chừng. Mọi người sẽ thành công ở giai đoạn đầu nhưng mà mọi người sẽ không thành công ở giai đoạn sau, là vì mọi người bị một cái tư duy trễ. Hôm bữa mình phân tích rồi đúng không? Mình phân tích rất là rõ với anh chị cách đây 3 tuần. 3 tuần và từ đó đến giờ thì các doanh nghiệp ngành xuất khẩu nó tăng đâu có cổ phiếu nào tăng dưới 20% đâu. Thì bây giờ mà có mua là bị tư duy trễ. Talk show Hà Nội thì đi vào cổng Đại lộ Thăng Long hay là cổng nào vậy anh? Bây giờ mọi người hỏi mình thì mình cũng không biết, để tí nữa mình coi lại với các bạn nhân sự xem sao. Hình như là cổng Đại lộ Thăng Long anh chị.
Cái trung tâm đó nó lớn đến nỗi mà bây giờ là phải tìm cổng để mình đi nữa hả mọi người? Kinh đây. Chú Dũng ơi, cháu muốn hỏi chú là đầu tư lãi kép cho Hòa Phát vào 3 đến 5 năm nữa liệu có ổn không? Cảm ơn chú. Ổn. 3 đến 5 năm nữa với Hòa Phát là ổn. Rất ổn. Mình chia sẻ với anh chị là khi mà tụi mình làm cái talk show nào vào sáng thứ bảy á, lúc đó là 7:30 tụi mình bắt đầu lên để mà chuẩn bị set up chương trình. Thì khi mình lên là có một anh khách hàng của mình là ở Cà Mau và anh đứng ở đó rồi. Đầu tiên cũng rất xin lỗi mọi người là tại vì cái chỗ đó thì không có quán cà phê để cho mọi người ngồi. Cái đó tụi mình chưa tính trước được. Thì mình lên mình cũng rất là bất ngờ. Thì mình có hỏi ảnh là ảnh lên từ mấy giờ, thì ảnh nói là ảnh lên từ hôm trước rồi. Rồi tí nữa có một anh cũng ở dưới miền Tây lên, thì mình hỏi anh lên đây lâu chưa, thì anh nói là anh bắt xe từ 4 giờ sáng lên. À, mình cũng rất là cảm động, cảm ơn tất cả các anh chị, rất nhiệt tình, rất nhiệt huyết. Có rất nhiều trường hợp rất là đặc biệt, mình cũng không tiện nêu ở đây ra. Có những trường hợp mà bị một vài khuyết tật nhưng mà mọi người vẫn đầu tư chứng khoán và mọi người vẫn đi nghe. Thì mình cũng cảm ơn tất cả các anh chị mọi miền Tổ quốc đã về ghé thăm chung vui. Thị trường đỏ lửa, may sông Hồng chạm sàn anh Dũng ơi. Thì mình nói rồi, bây giờ nó có lên thì nó có giảm. Quan trọng là do mọi người cứ mua mua bán thì mọi người mới sợ thôi chứ. Anh Dũng cho anh xin hỏi một chút DGC có còn giữ được không anh ơi? Nhìn dài thì giữ được, nhìn ngắn thì đang bị bán đấy. Yếu, cổ phiếu này nếu mà để nó ngắn hạn là yếu đấy. Góc độ tay mơ của mình nói vậy thôi. Đầu tư tăng trưởng theo CanSlim có phù hợp ở Việt Nam không? Vì theo CanSlim lợi nhuận tăng trưởng một quý đột biến rồi mới mua. Chính xác á, CanSlim của William O'Neil á, là đầu tư theo đà tăng trưởng. Tức là trong một chu kỳ tăng trưởng của doanh nghiệp nó sẽ có một giai đoạn tăng tốc theo đà. Bây giờ mình ví dụ anh chị đi đi trên đường cao tốc. Khi mà mọi người vô cái chớn là từ 70, 50 cho đến 70 km á, là mọi người mới bắt đầu vô cái chớn rồi. Còn khi mà mọi người bắt đầu chạy từ 90 km đến 120, 150 km đó, cái đó mình gọi là đà tăng trưởng. Vô cái mặt của xe rồi đó chị, chạy rất là êm, đi rất là nhanh. Thì doanh nghiệp cũng thế. Cái phương pháp của William O'Neil là tìm cái vòng đời tăng trưởng mạnh nhất của cổ phiếu. Mà cái đoạn đó mình đảm bảo với anh chị luôn là chưa có xảy ra ở Việt Nam đâu. Cái nền kinh tế Việt Nam mới chỉ mới chớm phục hồi thôi. Mà như khi nãy mình nói, mọi người đi đường cao tốc mọi người biết mà. Bây giờ ra khỏi thành phố là chạy có 30 đến 50 km. Bước vô đường cao tốc thì chạy từ 50 đến 90 km. Thì chạy vô form một hồi thì mới chạy từ 90 cho đến 150 km, đúng không ạ? Cái đoạn đó mới gọi là đà tăng trưởng. Còn cái đoạn mà mới từ đại lộ, từ thành phố mà mới đi ra đường cao tốc thôi đó chị, nó mới chỉ ra thôi, chưa có đà tăng trưởng đâu. Nên là anh chị em mà áp dụng chiến lược CanSlim á thì mọi người phải chờ. Mà mình phải nói thiệt với anh chị là phải chờ bằng tính bằng năm đấy. Đi sâu hơn vào phương pháp đó thì mọi người mới hiểu là tại sao mình nói là tính bằng năm. Còn ở bây giờ nói thì rất là hàn lâm, nên là đôi khi nhiều anh chị em nghe sẽ không hiểu, nên là mình cũng không muốn nói nhiều. Đi nghe talk show có được quay hay là ghi âm lại không anh? Thấy anh truyền đạt rất nhiều, cứ quay bình thường, mọi người quay bình thường, mọi người quay, mọi người post bình thường. Nói chung là lên mọi người cứ chụp hình, mọi người quay, mọi người lên, mọi người. Tóm lại là mình khuyên mọi người như này, mọi người đi coi talk show thì mọi người nghe cho nó rõ. Mọi người ghi cho, không cần phải ghi luôn, nghe cho rõ rồi đặt câu hỏi rồi giao lưu, hay hơn là ngồi quay làm gì.
Chú ơi, bao giờ chú mở lớp học đầu tư chứng khoán? Đây, trong tháng này luôn. À đâu, trong tháng 4. Lớp cuối tháng 4 anh chị. Tháng 4 thì mình mở lại hai lớp, lớp đầu tư cơ bản từ A đến Z 4 buổi, lớp thiết kế cho một đầu tư một buổi. Lớp thiết kế cho một đầu tư này là lớp cho quý tới mọi người nhé. Sau mùa báo cáo tài chính. Cái lớp này thì tụi mình làm thường trực rồi, sau mùa báo cáo tài chính là tụi mình làm. Mỗi lớp cách nhau 3 tháng. Nên là anh chị em đăng ký thì liên hệ với các bạn trợ lý hoặc là liên hệ trực tiếp với Dũng. Rồi, không 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 để số các bạn trợ lý rồi. Có mọi người có liên hệ thì liên hệ trực tiếp với mình. Indico có còn trend tăng không anh? Cả về tình hình kinh doanh và cả về giá cổ phiếu thì nó có bị mất đâu. Nó về vùng đỉnh cũ thì nó phải tích lũy lại và nó phải chậm lại, đó là chuyện bình thường anh chị, nó là cung cầu thị trường. Cái vấn đề đó là vấn đề cung cầu của thị trường, mọi người phải tôn trọng nó. Chứ mà làm sao mà một cổ phiếu nó tăng mãi được? Không có cái gì là tăng mãi. Em cũng là người khuyết tật đây, đầu tư thời điểm năm 2022 dính đợt sập đến giờ chưa về bờ. À, sập bây giờ mà chưa về bờ là dính cũng hơi nặng đó. Nhưng mà từ từ em ạ, từ từ rồi cũng về. Vé đi talk show là quá rẻ với những giá trị anh Dũng và cộng sự mang đến cho anh em. Cảm ơn anh. Rất là mong ngoài Hà Nội cũng thành công. Nam Long giá 38 giữ hay chốt anh Dũng? Có lý do gì để chốt? Bây giờ bạn hỏi, bây giờ mình hỏi bạn này, có lý do gì để bạn chốt? Cái thứ nhất là bạn chốt vì định giá cao. Giá này định giá đâu có cao đâu. Cái thứ hai là bạn chốt vì ngành nó xấu. Ngành này xấu nhất rồi. Xấu đuôi xấu mù từ từ 2 năm nay rồi. Thì một cái ngành mà xấu đuôi xấu mù từ 2 năm nay thì nó phải tốt lên chứ. Bạn phải có lý do. Bây giờ ví dụ như là cổ phiếu định giá cao không? Câu trả lời là không. Bây giờ ngành nó xấu đi không? Xấu nhất rồi, làm sao xấu nổi nữa? Thì mọi người phải có lý do thì mọi người mới chốt. Bên công ty anh có tuyển thực tập sinh không anh? Mong anh trả lời. À, chuẩn bị tuyển 500 anh em nha. 500 anh em vào làm nghề chứng khoán. Mình sẽ là người trực tiếp đào tạo. Tuyển là phải tuyển 500 anh em nha, tại vì đào tạo một lần. Nên là anh chị em nào mà muốn tham gia vào chứng khoán, làm chứng khoán, hoặc là bạn sinh viên nào muốn tham gia chứng khoán, trải nghiệm làm chứng khoán thì có mã code của mình đó, có số điện thoại của mình đó, gọi cho mình hoặc là add Zalo gửi cái CV qua cho tụi mình. Ha. Tháng 4, tháng 5 gì đó thì tụi mình sẽ tuyển một đợt. Tụi mình tuyển một đợt vào để tụi mình đào tạo luôn. Trên tinh thần là biết gì chỉ đó, và trên tinh thần là ham học hỏi mọi người nhé. Còn thành công hay không thì tùy vào trời độ nữa. Nói chứ thành công phải tính bằng chục năm anh chị. Làm vài tháng không giải quyết được vấn đề đâu. Nghề nào cũng vậy. Thành công phải tính bằng chục năm. Ít nhất là phải 3 năm rồi ngồi ngồi với nhau mới nói chuyện tiếp được. hai024 không ai nhắc đến đầu tư công nữa nhỉ? VLB, PLC thực ra là vẫn có thôi. Số nó chưa chứng minh cho nên là tiền chưa vô mạnh thôi. Từ từ. Anh Dũng dự đoán tầm nào thì GEG được đóng điện cuối năm nay? Có nên chuyển từ Novaland sang Khang Điền không anh Dũng ơi? Thực ra cũng không. Doanh nghiệp tốt như Khang Điền nhưng mà giá nó cao. Doanh nghiệp xấu như Novaland nhưng mà giá nó thấp. Trong kinh doanh và trong đầu tư thì doanh nghiệp xấu mà giá cao thì chuyển. Bây giờ doanh nghiệp xấu mà giá thấp thì không cần phải chuyển. Nhận đào tạo là mình nhận đào tạo offline nha. Mình tuyển đội ngũ là mình tuyển làm việc trực tiếp lên công ty làm. Có lương đàng hoàng. Có lương đóng bảo hiểm đàng hoàng. Tóm lại là làm đúng luật, đúng quy định. Chứ tụi mình không có tuyển online.
Mình là mình đào tạo đấy. Mình đào tạo từ đầu đến cuối đấy. Em chuẩn bị đi Hàn học IT 2 năm, xin làm phụ tá quan. Yêu cầu cái công việc này là bạn phải có bằng đại học. Nên là anh chị em nào mà muốn làm thì mọi người phải lưu tâm mình một chút là phải có bằng đại học mọi người nhé. Bằng đại học ngành nào cũng được. Ngành tài chính là một lợi thế. Ngành kinh tế là một lợi thế. Kinh tế tài chính là một lợi thế. Nhưng mà không có nghĩa là các ngành nghề khác không tham gia được. Anh thấy VND giảm có phải là cơ hội không anh? Đúng, đúng là cơ hội. Nhưng mà 1 chấm... Hình như hôm nay giảm 1.5% đúng không ạ? 1.5% thì nó cũng đâu có được coi là giảm quá nhiều đâu. Giảm mặn mặn một chút. Anh đánh giá như thế nào về PVD? Chu kỳ này được đấy. Cảm ơn anh chị em. Anh chị em thấy hữu ích thì cho mình một like, một chia sẻ để lan tỏa những giá trị tới cộng đồng mọi người nha. Bạn xem giúp mình giá Masan giá 68, giá 68 thì còn lời chán, có lên có giảm thôi mọi người. Cuộc sống mà có lên có xuống chứ, làm sao lên mãi được. Khi nào đăng ký làm được với anh? Các bạn cứ gửi gửi CV qua cho mình đi đã. Làm chứng khoán nhiều khi cũng vui mọi người, thăng trầm nhiều. Có tiền thì vui mà mất tiền thì buồn. Nói chung là ngành chứng khoán là cái ngành khá là cảm xúc. Anh chị em sẽ cảm thấy nhiều điều mới mẻ. Đi làm không bị nhàm chán. Thu nhập dựa vào năng lực. Nhìn chung là một cái ngành nghề rất là cởi mở cho tất cả mọi người. Có giới hạn độ tuổi không anh? Không có giới hạn độ tuổi. Em sinh viên năm tư bách khoa chưa ra trường có vào được không? Vào được. Tụi mình sẽ chỉ cho cách làm. Còn làm được hay không là phụ thuộc vào trời độ nữa, với lại sự nỗ lực của bản thân nữa mọi người nhé. Làm ở Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều anh em hỏi quá hả? Nhiều anh em hỏi thì liên hệ trực tiếp với mình nha. Gửi CV qua cho mình, có mã code đó. Gửi CV qua cho mình. Giờ là vô là đào tạo một lượt. Đó. Đào tạo xong rồi ra bắt đầu làm. Sai đâu sửa đó, đi tới đâu thì chỉnh tới đó. Khang Điền mua giá này cho trung hạn có ổn không anh Dũng? Thực ra thì vẫn ổn thôi, chẳng qua là mọi người sẽ không có lợi thế về vốn. Bây giờ ví dụ như là Khang Điền thì những cái nhà đầu tư mà gom khoảng tầm vài tháng trở lại đây thì hiệu suất đầu tư khoảng tầm 25% rồi, mọi người không tư về vốn thôi. Làm nghề nào cũng phải có bằng đại học hết anh chị em. Giờ cái bằng ra đời bây giờ là bằng đại học, mà bằng cử nhân bây giờ là cái bằng cơ bản rồi. Anh nghĩ sao về DGC, CTR, FRT, FPT tăng nhiều thì nó chứng là bình thường. Quá bình thường. Anh chị em nhắn tin thôi, anh chị em đừng gọi nha. Mình đang live, mọi người đừng có gọi. 46 tuổi đang đi làm bằng tại chức có ok không? Vẫn ok anh. Quan trọng là anh có dám chấp nhận thay đổi không thôi. Làm cái nghề này mặt cũng hơi phải dày, cũng phải dày đó nha. Nghe người khác chửi là cũng phải dày, mặt dày đấy. Có bảng điểm nhưng mà không lấy bằng được, không lấy bằng được thì thua. Phải có bằng, không lấy bằng được thì thua.
Q theo anh có còn giữ được không? Cứ giữ đi, giữ tới mua kết quả kinh doanh. Mới hát hơi sửa mũi có phiên mà anh chị em thấy sao động kinh. Sinh viên ngành tài chính là ưu tiên, được. Anh chị em có câu hỏi nào được không? Anh có nhận sinh viên vào làm không anh? Có, sinh viên thực tập. Chúc talk show ở Hà Nội thành công. Cảm ơn anh. Nhờ anh Dũng phân tích giúp em con TTF. TTF thì có cái gì đâu anh chị em. Tiền nào của đó thôi. Bây giờ đưa cho mình 5.000 đồng đi ra chợ, bây giờ mọi người bảo mua cho mình một cái gì đó ngon bổ rẻ, làm gì có. Mọi người lúc lúc còn nhỏ thì chúng ta đều nghĩ rằng là có đồ đồ ngon bổ rẻ. Khi mà trải đời nhiều rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng là chả có cái gì ngon mà rẻ cả. Mà chả có cái gì bổ mà rẻ cả anh chị. Mà cũng chả có cái gì mà bổ mà ngon cả. Cái từ ngon bổ rẻ nó không bao giờ đi với nhau. Anh nghĩ sao về TTF? Mình không biết cổ phiếu này nhưng mà mình đoán là chắc ngày hôm nay cổ phiếu tăng trần đúng không? Quên cái từ ngon bổ rẻ đi anh chị em. Anh xem DIG chiều giữ giúp em. Bạn cầm những cái doanh nghiệp như thế này thì thuộc dạng là mạnh nhất của thị trường rồi. Bạn nhìn nó dài ra, bạn nhìn giúp mình cái quy hoạch về bạn nhìn giúp mình về cái quy hoạch của đường Vành Đai 3 ở Sài Gòn, và bạn nhìn giúp mình về quỹ đất của DG ở Sài Gòn, bạn mới nhìn ra được bức tranh dài của DG. Còn giá cổ phiếu thì vô chừng lắm anh chị. Ví dụ nó tăng được 15-20%, vài bữa nó giảm lại thì mọi người lại chê nó xấu. Chứ còn doanh nghiệp nhìn dài ra thì còn nhiều cái để người ta làm trong nhiều năm tới lắm. Chẳng qua là bây giờ thấy cổ phiếu ngày nào cũng kéo thì thấy nó đẹp, rồi vài bữa thấy nó hết kéo rồi lại thấy nó xấu thôi. Nhờ em Dũng cho quan điểm FTS. À, mọi người cầm FTS thì mọi người chú ý giúp Dũng hai cái sự kiện. Cái sự kiện đầu tiên đó là Ủy ban chứng khoán chấp thuận tăng vốn, và cái sự kiện thứ hai là doanh nghiệp tăng vốn. Thì thường thường là biến động về giá cổ phiếu nó sẽ nằm ở hai cái giai đoạn đó. Anh chị em lưu ý giúp mình cái đó nha. Còn về kế hoạch kinh doanh của FTS trong năm nay thì ghi nhận âm tăng trưởng. Mình đọc sơ sơ thì mình thấy là ghi nhận kế hoạch tăng trưởng năm nay là âm 15%. Nên là để nói về hoạt động kinh doanh của FTS thì cũng sẽ chưa có cái gì gọi là quá nổi trội và nổi bật. Động lực tăng trưởng chính của FTS trong giai đoạn hiện tại là tăng vốn nha. Nên là anh chị em lưu tâm cái này giúp mình một tí. Theo anh, phương pháp mua cổ phiếu để đó trong nhiều năm, 3 đến 5 năm thì ngành nào phù hợp nhất? Cái bối cảnh thời điểm hiện tại là ngành năng lượng. Tại sao lại là năng lượng? Bây giờ ví dụ anh chị, ngành để mà đầu tư 3 đến 5 năm đẹp nhất là viễn thông công nghệ. Mà bây giờ có cổ phiếu nào viễn thông công nghệ tăng dưới 100% không? Không. Ngành thứ hai đẹp nhất là ngành gì? Ngành ngân hàng. Có cái ông ngân hàng nào mà tăng dưới 30% không? Cũng không luôn. Ngành thứ tư nữa là ngành gì anh chị? Ngành xuất khẩu. Ngành xuất khẩu có ông nào chả ngon mà tăng trên dưới 20% không? Cũng không luôn. Tóm lại với mọi người là vừa đạt được tiêu chí của 3 năm 5 năm mà vừa đạt được các tiêu chí ở thời điểm hiện tại thì chắc là chỉ còn mỗi năng lượng thôi. Đấy, ví dụ PC1 nè, RE nè, đó. Những doanh nghiệp điện nước nè, nhiều lắm. Dầu khí thì 3 năm 5 năm thì hơi vô chừng, dầu khí thì 1 2 năm thôi.
3 năm dài quá. Ngày mai có coi đá banh không anh? Việt Nam đã chán quá. Nói thiệt với anh chị em là lâu lắm rồi không coi đá bóng. Mọi người không cần phải lăn tăn cái vấn đề về làm việc. Làm việc thứ nhất là làm ở Sài Gòn, làm trực tiếp và phải có bằng đại học. Cái thứ hai là tụi mình tuyển vào, tụi mình tuyển đại trà, tụi mình tuyển số đông. Rồi tụi mình đào tạo, chỉ dẫn, hướng dẫn. Còn cái việc mà anh chị làm được hay không thì một phần là do tính cách, sự nỗ lực. Cái phần thứ hai là do may mắn nữa anh chị. Chứ cái lứa của tụi mình vào 32 đứa, giờ còn có 2 người thôi. Mình với một người bạn của mình nữa thôi. Chứ còn 30 người kia thì rụng rồi, đi đâu đó rồi. Nên là anh chị em biết chừng nhá. Hồi đó tụi mình vào 32 người, giờ còn có 2 người thôi. 30 người kia thì đi đâu rồi. Không còn làm chứng khoán nữa. Khóa học nâng cao thì phí bao nhiêu anh ạ? Chưa có mở bài nâng cao anh chị. Chưa có thời gian để làm giáo án nâng cao luôn á, mọi người thông cảm. Anh cho em hỏi FPT để 3 năm có được 50% không? Để 3 năm thì vẫn được, nhưng mà phải tối ưu, bạn phải tối ưu. Chứ bây giờ bạn cứ mua cổ phiếu nó tăng đến cả 100% rồi bạn mới vô thì đâu có tối ưu. Bạn đi đầu tư bạn phải tối ưu. Đây nè, ví dụ như là mọi người mua MWG đó, mình thấy cũng được nè, những cái doanh nghiệp mà nó còn thấp 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 á. Mọi người mua được. Mọi người tích sản được, có thể lợi nhuận sẽ không cao 15 20% thôi, nhưng mà hợp lý. Còn anh chị em mà bây giờ cứ thấy cổ phiếu tăng gấp đôi, gấp ba rồi mới bắt đầu vào. Nó không hợp lý một chút nào luôn. Kết quả kinh doanh ngành thủy sản có khả quan không anh Dũng ơi? Xuất khẩu sang Mỹ thì sẽ thủy sản thì sẽ khả quan. Xuất khẩu sang Mỹ, xuất khẩu sang EU sẽ khả quan. Xuất khẩu sang Trung Quốc thì chưa khả quan lắm. GEG đúng không? Mọi người hỏi mình nhiều về GEG, đang chờ cái hòa lưới điện, anh chị em chờ chút. Có sẽ thông báo. Vĩnh Hoàng có dư địa tăng trưởng không anh? Tăng trưởng nhưng mà tăng trưởng 10-15% mỗi năm. Nên là với mức giá này của Vĩnh Hoàng thì mình khuyên mọi người là nên chờ một cú sụt giảm hay hơn. Tại vì từ giai đoạn mà tỷ giá đến giờ cổ phiếu tăng cũng được 30% rồi. DG World có được coi là thấp không anh? Không. Không được coi là thấp. Thầy Dũng ơi, VGT sao chậm vậy? Doanh nghiệp này gia công hàng cho Trung Quốc, biên lợi nhuận cực kỳ thấp. Làm gia công, phụ thuộc đơn hàng vào Trung Quốc. Mà Trung Quốc hiện tại nó đang như thế nào thì chắc anh chị em cũng sẽ biết. Tóm lại là mọi người đi đầu tư vào các doanh nghiệp xuất khẩu thì mình khuyên các anh chị em là nên là tập trung vào các thị trường nào đang mặn mặn ấy. Kinh tế đất nước nào đang mặn. Bây giờ ví dụ kinh tế Ấn Độ đang lên này, đó. Kinh tế châu Á, ví dụ Hàn Quốc đang lên này, đấy, Thái Lan đang lên này. Hoặc là kinh tế châu Âu thì cũng đang hơi 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 yếu yếu tí. Mỹ là đang mặn này. Đấy. Thì xuất khẩu là xuất khẩu sang thị trường Mỹ, thị trường Ấn Độ. Thì cái lợi thế của nó sẽ tốt hơn. Anh cho em xin ý kiến về HDC có tăng có giảm bạn ơi, bình thường. Không xấu không tốt. Có tăng có giảm, có tăng mạnh thì nó cũng sẽ bị chứng lại là chuyện bình thường. Hòa Phát mua giá này được không anh? Mua thì vẫn được nhưng mà lợi nhuận sẽ không cao lắm. Cái phần ngon nhất của Hòa Phát thì qua rồi. FMC ngành tôm mà có vẻ yếu hơn ngành cá. Ngành cá thì nó có một vài sự kiện liên quan đến cấm vận này nọ, cho nên là ngành cá Việt Nam được hưởng lợi thì nó mặn hơn một chút thôi, chứ còn về bản chất thủy sản thì nó cũng như nhau, nó được hưởng lợi từ một vài sự kiện trong ngắn hạn.
Dạ rồi, cảm ơn tất cả anh chị. Hy vọng sẽ mang lại được nhiều góc nhìn gửi đến tất cả mọi người. Hẹn gặp lại các anh chị ở Hà Nội vào sáng thứ Bảy 8:30. Rất là mong sẽ mang lại được nhiều góc nhìn gửi đến tất cả các anh chị nhà đầu tư. Chúc mọi người một buổi tối thật là nhiều niềm vui. Chúc anh chị xem live thật là hữu ích. Và chúc mọi người ngày mai danh mục săn tím. Mình cũng xin phép kết thúc ở đây. Và cảm ơn tất cả mọi người. Dũng cũng xin kết thúc ạ.